Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu Ngoại truyện 16 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Phong Lăng ôm thật chặt cánh tay Lệ Nam Hành Qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của mạch máu giãn nở Và bắp thịt trắng chắc trên cánh tay người đàn ông vì tức giận mà chuẩn bị dùng sức đánh người Cô gắng sức ôm lấy anh, đừng đánh nữa Thấy cô ngăn cản như vậy, sắc mặt Lệ Nam Hành càng tệ hơn Anh vung tay muốn đẩy Phong Lăng ra Nhưng cô vẫn cứ xoay người cản trước mặt anh Hai cánh tay giang ra, chủ động ôm chặt lấy eo anh Cô ngửi thấy trên người Lệ Nam Hành cũng có mùi rượu thoang thoảng, hai người đàn ông này hôm nay hẹn nhau rồi hả một người thì uống rượu người còn lại cũng mang theo mùi rượu trở về một người tâm trạng không tốt xem ra người kia tâm trạng cũng không khá hơn là mấy cô dùng sức ôm chặt lấy eo anh lúc người đàn ông đờ người ra một lúc vì lần đầu tiên cô chủ động ôm như vậy thì cô tựa đầu kề sát vào ngực anh rồi nói lệ nam hành chúng ta là người một nhà đừng đánh nếu không phải có kiều phỉ ở đây thì cô chủ động ôm như vậy có lẽ tâm trạng của lệ nam hành sẽ rất tốt nhưng bây giờ cô gái này lại bởi vì kiều phỉ mà bị bức ép đến thế này kể từ sau khi trở về nhà họ lệ cho tới bây giờ lệ nam hành liên tục bị một câu thuận miệng hứa hẹn với nhà họ lệ và nhà họ phong trước đây gây áp lực lại thêm gông cùng của thói đạo đức giả đè nặng trên đầu không muốn trở về là bởi sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến tâm trạng cô nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà muốn quay về ở bên cô mẹ nó nào ngờ vừa trở về đã nhìn thấy cô gái mà mình muốn hôn còn không dám hôn lại bị tên khốn khiếp kiều phỉ này cưỡng ép ôm vào lòng. Phong Lăng. Giọng nói đanh thép của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, nếu như em không muốn thật sự xảy ra án mạng thì tránh ra cho tôi. Lão đại, anh bình tĩnh một chút, anh ta thật sự chỉ là uống say thôi, giữa tôi và anh ta không có gì cả. Phong Lăng ôm lấy eo lệ nam hành, đầu kề sát vào ngực anh, giải thích với vẻ buồn bực, anh đừng đánh nữa. Kiều Phỉ dựa vào cửa xe, mặc dù cú đấm vừa rồi của Lệ Nam Hành không tính là mạnh, nhưng cũng đủ khiến đầu anh ta đờ ra một lát. Lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó dựa vào cửa xe rồi từ từ đứng vững, nhìn cảnh tượng trước mắt này, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh ta giơ tay lên lau khóe miệng, cúi đầu thấy bên khóe miệng rỉ ra một chút máu, anh ta cười, ngước mắt lên nhìn về phía bên kia, nói, lệ lão đại, dành phụ nữ không phải dành như vậy đâu. Nơi đây không phải là căn cứ 11, không phải là sân huấn luyện, anh muốn dùng nắm đấm để nói chuyện ư mẹ nó cậu đúng là không sợ chết lệ nam hành muốn xông lên nhưng cô gái trong lòng lại dùng hai tay ôm thật chặt lấy anh không chịu để cho anh đi anh cúi xuống nhìn phong lăng đang ở trong lòng mình nhíu mày lại em làm gì vậy nếu tôi đánh chết cậu ta có phải em còn muốn kết thù với tôi luôn không buông ra không buông lão đại anh không thể như vậy được đều là hiểu lầm thôi anh ra tay đánh người ở đây thì nghĩ là người khác không nhìn thấy sao? Chỗ này người đến người đi, lại không phải là chỗ người ngoài không thể xông vào được như căn cứ 11. Bây giờ trong ngoài căn cứ đều sợ bóng sợ gió, với lại nguyên nhân phần lớn là bởi vì tôi, bây giờ nếu như anh và Kiều Phỉ lại vì tôi mà đánh nhau, thì có phải tôi mới là người nên đi nhất không? Giọng nói vừa buồn bực vừa khàn khàn của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành ít nhiều tỉnh táo lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Kiều Phỉ không sợ chết đang đứng bên cửa xe cười cười. Lệ lão đại, cho dù rời khỏi căn cứ, tôi vẫn gọi anh một tiếng lão đại. Kiều phỉ đanh giọng nói, với chuyện theo đuổi con gái, từ trước đến giờ luôn chú ý cạnh tranh công bằng, anh rất tốt nhưng tôi cũng không kém. Cô ấy thích anh thì tôi thua, nhưng tôi muốn dùng cách của mình để bày tỏ tình cảm của bản thân cũng không sai. Anh không cần phải bày ra vẻ mặt muốn giết chết tôi như vậy. Nước Mỹ cũng là một xã hội pháp trị, không chỉ có nhà họ lệ anh là lớn, muốn giết chết một người ở bên ngoài cũng không đơn giản như vậy đâu phong lăng nhíu mày quay đầu quát anh ta một câu kiều phỉ anh đừng nói nữa đi nhanh lên kiều phỉ thu ánh mắt lại rồi lại nhìn về phía phong lăng tôi muốn cạnh tranh công bằng cạnh tranh cái gì chứ tôi cũng chẳng phải là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ đóng giả làm đàn ông nhiều năm như vậy rồi tôi căn bản ngay cả yêu một người thế nào cũng không biết không cần ai vì tôi mà làm gì hết người ngày nào đó chết ở bên ngoài cũng không có ai nhớ đến như tôi không xứng đáng để các anh làm vậy em xứng đáng kiều phỉ nói xong không nói thêm gì nữa mà lại giơ tay lên lau khóe miệng một cái sau đó khẽ cười không biết là đang cười nhạo kẻ khác hay là tự cười chính mình sau đó anh ta mở cửa ô tô cởi áo khoác trên người ném vào trong xe đứng bên cửa xe một lúc giống như đang kiềm chế sự kích động muốn đổi tới đánh trả rồi mới ngồi vào trong xe chiếc xe Bentley bíp còi vài tiếng ở chỗ bãi đổ xe rồi sau đó lái đi. Xác định Kiều Phỉ đã đi rồi, cho dù Lệ Nam Hành muốn đánh nhau thì cũng không có ai để đánh, Phong Lăng thở dài một hơi, sau đó bất ngờ buông người đàn ông vẫn bị mình ôm chặt eo ra, đang định lui về phía sau một bước thì sau eo đột nhiên bị siết lại, một tay của người đàn ông ghi cô vào lòng một lần nữa. Lúc cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngẩng đầu lên định lên tiếng thì anh đột nhiên cúi đầu hôn cô một cách mãnh liệt người đàn ông đột nhiên hôn mạnh bạo đến mức khiến cô không chịu nổi, không khống chế được lão đảo lùi về phía sau một chút, nhưng lại bị cánh tay của anh ghi chặt lại, giữ cô ở trong lòng rồi khóa chặt lấy cô. Nụ hôn tới tấp này khiến Phong lăng mất đi lực chống chế trong chốc lát, mềm nhũng tê dại, thần kinh khắp người cũng vì nụ hôn kịch liệt quá mức này mà trở nên run rẩy. Phong Lăng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Lệ Nam Hành đang không tốt, cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh. Cô nhắm mắt lại, để mặt anh hôn mạnh lên đôi môi cô. Mãi đến tận lúc tay của người đàn ông siết càng lúc càng chặt, dường như muốn bóp gãy eo cô, cô cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không mảy may dãy dụa. Cho đến khi cô sắp nhạt thở, bị ngột đến mức tiếng thở càng lúc càng nặng nề, lúc này lệ nam hành mới buông cô ra. Nhưng anh chỉ cho cô một giây để thở, sau đấy lại tới tấp hôn cô, không để ý tới những người qua đường và xe cộ đi qua khu chung cư, không quan tâm đến những ánh mắt ngại ngùng cùng lời bàn tán sau lưng của người nhìn thấy, cứ hôn chẳng màng đến ai, cứ như trên thế giới lúc này chỉ còn lại cô và anh. Cả người phong lăng như nhũng ra, cô tựa vào lòng anh, bị anh hôn đến nỗi không khí trong phổi dường như bị rút sạch, người không còn chút sức lực nào. Người đàn ông bỗng nhiên buông cô ra, lúc cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng thì người đàn ông đó lại kéo lấy tay cô xoay người đi vào trong chung cư với một vẻ mặt không cảm xúc lão đại trái tim của phong lăng bỗng nhiên đập thình thịch không rõ anh muốn làm gì nhưng hình như lại lờ mờ hiểu được đôi chút cô chần chừ một lúc nhưng vẫn bị người đàn ông kia kéo vào cửa chính của khu chung cư cô bị người đàn ông kia kéo thẳng đến thang máy lại kéo thẳng vào trong nhà lúc mở cửa phong lăng loạn choạng sau khi cửa đóng tầm một cái cô chỉ cảm thấy cơ thể mình không tự khống chế được mà bị người đàn ông ném xuống ghế sofa ở giữa phòng khách phong lăng bị vấp vào thanh chắn ngang bên bàn trà cơ thể vốn dĩ có thể miễn cưỡng đứng thẳng được bỗng nhiên đổ về phía sau giây phút cô ngã xuống sofa người đàn ông nhanh chóng áp sát đến lúc cô rụt cổ lại rồi tránh mặt sang chỗ khác theo bản năng thì anh đã đè cô xuống sofa một tay giữ chặt lấy khuôn mặt của cô sau đó lại hôn cô một cách mãnh liệt a à, mục đích của nụ hôn khi đã vào trong căn hộ như lúc này đây rõ ràng khác với nụ hôn vừa rồi ở bên ngoài một cái là mang theo phẫn nộ cùng tình cảm một cái là mang theo ham muốn rõ ràng phong lăng chỉ kịp dùng sức đấm lên người lệ nam hành hai cái sau đó bị anh khóa chặt đặt ở hai bên người nụ hôn của người đàn ông ngang ngược mãnh liệt thậm chí là tới tất rồi lại tấn công vào những chỗ mẫn cảm của cô cô vừa rụt cổ lại muốn tránh né vừa bởi vì nụ hôn cuộn trào mãnh liệt này khiến cho người không nhịn được mà run lên lão đại lão đại anh tỉnh táo lại chút đi tôi biết anh đang giận cô cố gắng giúp anh lấy lại lý trí nhưng người đàn ông lại giữ lấy cầm của cô, lại lần nữa niêm phong đôi môi của cô, hôn sâu một lúc lâu. Lúc phong lăng không chịu nổi nụ hôn này của anh nữa, lệ nam hành bỗng bế cô lên khỏi chiếc sofa. Trạng thái cơ thể cùng hai chân đều lơ lửng giữa không trung khiến người ta muốn ôm chặt lấy người ở trước mặt theo bản năng, phong lăng cũng không phải ngoại lệ. Cô ôm lấy cổ của người đàn ông, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt không cho phép cô phản kháng kia, cho đến khi người đàn ông đưa chân lên đạp cửa phòng ngủ, rồi đè thẳng cô xuống giường. Sau đấy cho dù là cởi quần áo trên người cô hay cởi quần áo của chính anh thì động tác đều liền mạch dứt khoát, khiến Phong Lăng không có bất kỳ cơ hội nào để người trước mặt ra. Mãi đến khi người đàn ông hôn cô đến quên trời quên đất, bỗng nhiên, trong khoảng không vang lên tiếng mở thắt lưng của người đàn ông kia, Phong Lăng nhắm mắt lại, dự cảm nỗi đau xé rách tim gan bản thân từng trải qua đêm hôm đó có lẽ lại sắp đến nữa rồi. Hơn nữa bây giờ Lệ Nam Hành cũng không phải đang trong trạng thái mê man, anh rất tỉnh táo cơ thể cũng không yếu ớt như lúc sốt cao kia cô có linh cảm mình có thể sẽ chết người đàn ông sắp tấn công vì cúi đầu hôn cô nên anh phải cưỡng chế giữ hai tay cô lại ghi chặt ở bên cạnh bỗng nhiên đi chứng để lại trên cánh tay của phong lăng sau lần bị rắn cắn trước đây lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau tê dại bình thường cô đã quen cảm giác này rồi thế nhưng khi bị đè chặt xuống giường không thể động đậy được chút nào như lúc này cơn đau kia bỗng khiến cô tái mặt thân thể vốn được người đàn ông kia gợi lên chút nóng hừng hực cũng theo đó mà nguội đi, đồng thời rung lên một chút. Lệ Nam Hành thấy cô rung lên nên dừng lại. Cơn rung này không giống với sự rung rẩy khi bị hôn vừa rồi của cô, Lệ Nam Hành không thể không nhận ra được. Bấy giờ anh nhớ ra gì đó, cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng ngủ, lại đảo mắt nhìn về cánh tay cứng đờ bị anh dùng lực đè xuống kia, anh lập tức thu tay lại. Cánh tay vừa được tự do phong lăng vội vàng đời cánh tay về sau đó cử động chậm rãi ra sức khiến cho cơn đau tê dại trên cánh tay biến mất nhìn động tác đau đớn lại cẩn thận của cô nhìn vẻ mặt chịu đựng của cô lệ nam hành giống như bị người ta tạt một chậu nước lạnh trong chớp mắt dội cho anh tỉnh cả người anh bỗng nhiên đứng dậy đồng thời kéo tấm chăn đắp cho cô gái đã bị anh sâu xé giày vò đến mức cả người tơi tả quần áo không đủ che thân sau đấy xoay người đi ra ngoài Phong Lăng nằm trên giường đợi đến khi cơn đau trên cánh tay qua đi, sau đó mới bỏ chăn ra rồi ngồi dậy. Trong nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra sau khi Lệ Nam hành quay về phòng ngủ đối diện. Không cần nghĩ cũng biết hẳn là anh đã đi dội nước lạnh rồi. Cô cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, lại dùng cánh tay khác xoa nhẹ lên nó vài lần, sau đấy lại nhìn về phía phòng ngủ đối diện. Cô suy nghĩ một lát rồi đứng dậy xuống giường, chỉnh lại quần áo trên người một chút, Ngồi đờ ra không biết mình phải làm gì nữa. Mãi đến tận 15 phút sau, tiếng nước ở phía đối diện mới dừng lại. Không bao lâu sau, Lệ Nam hành mặc áo tắm màu xanh mực đi ra, anh ngồi xuống sofa châm thuốc, hút được một lúc, nhìn từ góc độ của Phong Lăng thì hình như anh chỉ ngồi tựa vào sofa, mãi chẳng có động tĩnh gì. Tâm trạng của Lệ lão đại dường như là không ổn lắm. Nếu như chỉ là vì vừa rồi thấy cô cùng Kiều Phỉ ôm nhau thì anh cũng ghen xong rồi, sẽ không như thế này. Phong Lăng đứng dậy đi ra ngoài, đi đến bên sofa, thấy điếu thuốc người đàn ông vừa hút kia nay đã bị dập tắt ở trong gạt tàn trên bàn trà. Anh đang dựa vào sofa nhắm mắt như là đang nghỉ ngơi, dù nghe thấy cô đang đến gần cũng không mở mắt ra. Nhưng từ nhịp thở và đôi mắt đang nhắm lại của anh, Phong Lăng có nhìn ra được, anh không hề ngủ. Phong Lăng đứng bên cạnh sofa một lúc, thấy Lệ Nam hành cứ tựa vào lưng ghế mãi như thế, cô suy nghĩ một lát rồi quay người đi về phòng ngủ lấy một cái chăn mỏng ra sau đó nhẹ nhàng đắp lên người anh. Lệ Nam Hành nhắm hai mắt không có phản ứng gì, cô thấy thế đành ngồi xuống tấm thảm đặt trước ghế, ngẩng đầu nhìn người đàn ông hình như đang có tâm sự gì đấy, cô hỏi, lão đại, anh đang không vui sao? Người đàn ông kia không trả lời. Có tâm sự gì à? Anh vẫn không nói gì. Phong Lăng nghĩ có phải anh uống rượu nên đau đầu không thoải mái chăng? Cô đang định đứng dậy xem thử có nên đến giúp anh xoa tráng một chút không, thì lúc này đây giọng nói của người đàn ông bỗng có chút khàn khàn vang lên, phong lăng, em thích tôi không? Trên cổ cô gái ngồi dưới đất vẫn còn lưu lại dấu hôn của anh, quần áo trên người tuy đã chỉnh lại nhưng vẫn có thể thấy được hơi lộn xộn. Cô ôm hai gối ngồi trên tấm thảm, không đổi tư thế, chỉ nhìn anh. Người đàn ông vốn đang tựa vào lưng ghế này lại cúi thấp đầu xuống, nhìn cô gái đang ngồi trên tấm thảm kia, trả lời. Phong Lăng nhìn thấy sự lạnh lẽo thâm trầm và nghiêm túc trong ánh mắt của anh, bỗng có cảm giác đáp án của mình hình như rất quan trọng với anh cô không thể trả lời qua loa được cô im lặng một lúc rồi nói lão đại tôi không hiểu về chuyện tình cảm lắm thế nhưng dựa theo tình cảm từ trước đến nay của tôi đối với anh và đối với những người đàn ông khác thì tôi không có cảm giác xa lánh với anh cho lắm lệ nam hành vẫn nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc đừng nói nhiều lý do như vậy tôi chỉ hỏi em một câu thích hay không thích Phong lăng nhìn vào đôi mắt của anh rồi chậm rãi gật gật đầu, thích. Ánh mắt có chút lạnh lẽo của người đàn ông kia lập tức hơi thay đổi, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi sofa như vậy, hất tấm chăn mỏng trên người ra, cúi đầu kéo cầm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này rất dịu dàng, nhưng vẫn quyện lấy đầu lưỡi nhau, mãi đến khi Phong Lăng có chút mơ màng muốn bày tỏ cảm tình của mình mà học cách đáp lại, thì người đàn ông chợt khựng lại vì sự đáp lại này của cô ánh mắt vừa bị dội nước lạnh mới hơi hơi tỉnh táo lại nay lại tối sầm đi. Anh dời môi cô, dùng trán mình áp lên trán cô, hàng giọng nói, em còn chưa đầy 18 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, nếu thích tôi thì có thể chờ tôi không? Chờ qua 20 tuổi rồi, tôi lập tức cưới em làm bà lệ nhé. Phong Lăng không có ý kiến gì với chuyện kết hôn, thậm chí xưa nay còn chưa từng nghĩ đến. Hai chữ bà lệ này đối với cô mà nói vẫn có chút lạ lẫm. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi mong chờ. Cô nhìn khuôn mặt gần trong gan tất của người đàn ông rồi chậm rãi gật đầu một cái, từng Chờ tôi ba năm. Giọng nói của người đàn ông khẳng đặc, gần như khiến người ta khó mà nghe rõ được. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, từng Em muốn về căn cứ không? Tiếp tục giả nam sống ở trong căn cứ, sống cuộc sống em muốn, chí ít trong ba năm này, em muốn về căn cứ sống tiếp thì tôi có thể giúp em được. Người đàn ông kia lại kề vào môi cô, muốn về không? Phong Lăng đáp ngay tắt lự, muốn. Lệ Nam Hành đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh ngửa người ra sau, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng nhìn cô, vậy trong ba năm này, em cứ trở lại căn cứ tìm kiếm nơi bản thân thuộc về của mình đi. Chúng ta vẫn như trước đây, về đội bắn tỉa huấn luyện, còn chuyện giới tính của em, chỉ có một mình tôi biết thôi, những người khác sẽ không biết đâu, được không? Phong Lăng không rõ tại sao tự dưng anh lại cho phép cô về căn cứ, cũng không biết tại sao lại nói muốn cho cô tiếp tục ở trong căn cứ sống cuộc sống mà bản thân mong muốn trong 3 năm này. Rõ ràng lúc trước chính anh là người muốn giấu cô ở ngoài, chẳng phải anh không muốn cô về lại căn cứ sống lẫn lộn giữa một đám đàn ông kia sao? Nhưng có thể trở về tất nhiên là chuyện tốt, có thể trở về trạng thái ban đầu thì còn tốt hơn, cô gật đầu, được. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, Lệ Nam Hành lại nhìn chầm chầm mặt phong lăng, em không hỏi tôi tại sao à? Không hỏi, Lão đại giúp tôi sắp xếp mọi thứ chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi thôi, hơn nữa lão đại cũng là người không thích giải thích quá nhiều lời với người khác, quyết định nào của anh cũng đều có lý do của anh cả. Tôi là thành viên của căn cứ 11, phục tùng tất cả mệnh lệnh là nhiệm vụ của tôi, tôi lại là người lão đại thích, vì thế anh sẽ không làm hại tôi, tôi tin anh." Phong Lăng trả lời rất thành thật. Lệ Nam Hành cứ nhìn cô như thế thật lâu, bỗng nhiên lại cong môi lên, "Tôi còn có một yêu cầu nữa." "Cái gì?" sau khi về căn cứ em chuyển từ phòng bên cạnh sang ở chung với tôi nhé em cũng biết đấy giường ở phòng tôi rất lớn phong lãng sau khi xác định được tình hình cánh tay của phong lăng đang hồi phục khá tốt chỉ cần lúc huấn luyện hàng ngày chú ý để cánh tay bị rắn cắn đó nghỉ ngơi nhiều hơn đến phòng y tế để bác sĩ văn xoa bóp cánh tay nhiều một chút thì sẽ không có vấn đề gì cuối cùng phong lăng cũng được phép thu dọn hành lý rồi lên đường về căn cứ hình như từ lần bị thương ở quân đội cho đến bây giờ cũng đã ít nhất 3 tháng cô không chính thức trở về căn cứ, cũng đã lâu như vậy không tham gia huấn luyện. Đội bắn tỉa vì kiều phỉ rời đi nên đã đổi huấn luyện viên mới, lệ nam hành là huấn luyện viên chính, phó huấn luyện viên mới họ thẩm, nghe nói là được điều tới từ đội tinh nhuệ. Vóc người không cao, mặt mũi cũng không đẹp trai, tóm lại là không đẹp trai như kiều phi. Không cần đoán cũng biết lệ nam hành điều một người như thế đến đây làm huấn luyện viên là có ý gì. Đúng là một chút cơ hội để làm cho cô phân tâm anh cũng không cho. Lúc rảnh rỗi giữa giờ huấn luyện, A ca ngồi ở bên cạnh Phong Lăng hỏi cô, tóc của cậu sắp dài quá tai rồi kìa, ở ngoài không có thời gian đi cạo tóc à? Trước đây khi cậu ở trong căn cứ tuy tóc không phải dạng húi cua như bọn tôi, nhưng cũng không dài đến mức này, sao vậy? Tay vẫn còn đau nên không tiện à? Có muốn tối nay đến chỗ tôi, tôi giúp cậu cạo tóc không? phong lăng vừa muốn mở miệng đáp lời thì lệ nam hành đi ngang qua thấy thế lập tức quay đầu lại nói một câu lạnh lùng cạo cái gì mà cạo không được cạo phong lăng a ca đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ lão đại tôi chỉ nói tóc phong lăng dài quá thôi dài à năm nay không phải rất thịnh hành kiểu này à như nhóm nhạc the biết tố ấy tóc ai cũng dài thường thược cả cũng có khác gì đám đàn ông khác đâu lệ nam hành cãi chày cãi cối với vẻ mặt không cảm xúc A ca. Năm nay thịnh hành kiểu tóc nam nuôi dài ra như thế này à? Vậy bây giờ tôi nuôi dài một chút có còn kịp không? Phong Lăng. Lệ Nam Hành không để ý lắm liếc nhìn cậu ta một cái rồi lạnh nhạt nói, nếu cậu không sợ mình sẽ hù chết mấy cô gái bên ngoài thì cứ nuôi đi. Vì sao? Vì sao lão đại lại thấy Phong Lăng nuôi tóc dài sẽ đẹp, còn tôi muốn nuôi dài một chút thì lại hù chết người? Mặt mũi tôi cũng được lắm đấy nhé. A ca không phục. Lệ Nam Hành nhìn lướt qua Phong Lãng bằng ánh mắt yêu thích và ý tứ sâu xa, sau đó mới làm vẻ mặt ghét bỏ liếc qua A-ca, rồi xoay người nghênh ngang rời đi. A-ca, lão đại anh đúng là phân biệt đối xử mà, cẩn thận tôi truyền ra ngoài chuyện lần trước đến tôi tìm Phong Lăng kết quả lại phát hiện anh đang ở trong phòng cậu ấy đó. Phong Lăng Sau khi Lệ Nam Hành trở về căn cứ, anh đâu chỉ là thỉnh thoảng mới đến phòng Phong Lăng. Rõ ràng là thường xuyên đến thì có. Huấn luyện buổi tối kết thúc, phong lăng trở về tập động tác thăng bằng cơ thể như thường lệ rồi tắm rửa sau khi tắm xong cô vừa lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm vừa liếc nhìn về phía cửa chính theo thói quen cô đang nghĩ rốt cuộc lệ nam hành tối nay bị sao thế mặt trời mọc lên từ phía tây sao người mấy ngày trước nếu không đến hôn cô vài cái thì sẽ không an tâm về phòng ngủ sao tối nay lại không đến thế lúc phong lăng vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường đột nhiên cô đảo mắt nhìn về phía cửa sổ chỉ thấy cửa sổ bị một người đàn ông kéo ra rồi đi thẳng vào. Phong Lăng. Suýt nữa thì quên mất, cái cửa sổ của cô cũng không khác gì với cửa chính cả, bởi vì ban công của phòng cô thông với ban công phía phòng anh, cửa sổ của cô càng không có tính bí mật. Anh rõ ràng chỉ cần muốn là có thể đến. Sao hôm nay anh không đi cửa chính? Mới đầu Phong Lăng sợ hết cả hồn, sau đó bình tĩnh lại nhìn anh một cách đầy kỳ quặc. Người đàn ông ngửi thấy hương sữa tắm thơm ngát trong phòng cô. Anh đi qua rồi ngồi thẳng xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn ngắm bộ dạng vừa tắm xong của cô. Vì đã bại lộ giới tính trước mặt anh rồi, hơn nữa buổi tối người dám tùy tiện đến phòng mình cũng chỉ có mỗi anh nên bây giờ sau khi tắm xong, Phong Lăng không quấn băng nịt ngược nữa. Giờ đây, trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng rộng rãi thoải mái, mái tóc ướt rủ xuống trán cô tự mình dùng tay gạt qua vài cái rồi chải chải vài lần. Biết lúc này em vừa tắm xong nên sang ngắm em một lát người đàn ông lại dùng thái độ làm việc công theo thông lệ như mấy ngày trước nói thì đàng hoàng như vậy nhưng lần nào ngắm xong cũng đều ôm lấy cô rồi hôn vài cái phong lăng cũng sắp quen rồi sau khi cô lau tóc vài lần xong thì nói thật ra giờ đúng là tóc em đã dài ra rất nhiều rồi nếu như không về căn cứ thì không sao nhưng đã về căn cứ thì phải tiếp tục làm con trai độ dài tóc của em bây giờ không phù hợp với tiêu chuẩn ở trong căn cứ cho lắm Tóc của em là độ dài mà lão đại của căn cứ cho phép, không ai dám nói đâu. Phong Lăng. Lão đại, anh đang lấy việc công làm việc tư đấy. Anh tận tụy hết mình cho căn cứ 11 nhiều năm như vậy, giờ muốn giấu một cô vợ ở trong căn cứ, không cho vợ anh cạo đầu thì làm sao? Anh lấy việc công làm việc tư đấy thì sao? Người đàn ông nói xong thì đứng thẳng dậy, tiến đến kéo Phong Lăng đang ngồi bên giường ôm vào lòng, anh cúi đầu hôn một cái lên đôi môi vẫn còn vương mùi hương kem đánh răng của cô không nói đến chuyện bắt buộc em phải nuôi tóc dài cũng không cưỡng ép em tìm lại cảm giác con gái gì cả thế nhưng cạo tóc thành kiểu húi cô thì đúng là quá đà quá lúc trước ở trong căn cứ em cũng không cắt ngắn đến như vậy lúc trước tóc em dài ngắn ra sao anh cũng để ý đến à phong lăng kinh ngạc người đàn ông cười lạnh một tiếng cắn lên môi cô một cái như đang trừng phạt rồi sau đó đè cô xuống giường anh hôn lên môi lên cằm rồi lên cổ một lúc lâu mới chịu buông tha anh ôm cô vào lòng, vì cô vào trong lồng ngực mình rồi khàn giọng nói, "Năm em 13 tuổi vừa vào căn cứ anh đã chú ý đến em rồi, em có tin không?" "Tin." Lúc đó sự chú ý của anh đối với cô chính là Hoài Nghi. Từ trước đến giờ, người đàn ông này chưa từng xóa bỏ được Hoài Nghi với cô. Người khác sống chung với cô nhiều năm như vậy đều không nhận ra được, nhưng riêng anh giữa chừng còn rời khỏi căn cứ 2-3 năm, thế mà cuối cùng vẫn bị anh vạch trần. Tuy anh không nói rõ cô cũng không nghĩ nhiều nhưng lần đó lúc ở trong thung lũng trắng khi cô thành thật về bản thân mình anh rõ ràng không có chút kinh ngạc nào cả tin mà còn hỏi nhiều như thế biết trong mắt anh chỉ có một mình em không phải là được rồi sao còn phải hỏi cho bằng được người đàn ông cúi đầu hôn hai cái lên đỉnh đầu cô thật ra phong lăng rất muốn phản bác lại nhưng lại bị lời bày tỏ thẳng thắn như thường ngày này của anh khiến mặt nóng trang lên muốn đứng dậy rời khỏi lồng ngực của anh nhưng người đàn ông kia vẫn ôm cô không buông đừng nhúc nhích cho anh ôm một lát lão đại anh nên về phòng ngủ đi nếu không thì tối nay anh lại phải dội nước lạnh đấy lệ nam hành bỗng hừ một tiếng em cũng biết mỗi ngày anh đều phải nhịn khó chịu đến thế nào cơ à thế mà còn không mau lớn đi cho em thời gian ba năm chắc cũng đủ để em lớn rồi phong lăng lườm anh một cái lúc cô chưa lớn cũng đã bị anh ăn sạch rồi chẳng qua là anh không nhớ mà thôi cô còn chưa đến tìm anh nói cho ra lẽ đấy phong lăng nằm trong lòng lệ nam hành sắp ngủ thiếp đi sự im lặng trong phòng thật sự khiến người ta buồn ngủ bỗng nhiên cửa phòng có tiếng gõ phong lăng mở choàng mắt nhanh chóng ngồi dậy theo bản năng lệ nam hành cũng sắp ngủ thiếp đi rồi lại bị âm thanh này đánh thức người thiếu nữ nằm trong vòng tay anh cũng theo đó mà vùng ra khỏi lòng anh anh nhíu mày lại có hơi bực bội nhìn về phía cửa muộn thế này rồi còn ai đến gõ cửa nữa lệ nam hành hỏi phong lăng cũng không biết cô ở trong căn cứ lâu như thế mấy người thường ngày gần gũi với cô đa số đều biết buổi tối không nên đến gần phòng cô nhất là sau khi cô chuyển đến phòng ngay cạnh với lệ lão đại đám người kia vô cùng hiểu chuyện nên chưa bao giờ đến quấy rầy cả lúc này mà còn đến gõ cửa trừ phi là cô quay đầu lại nhìn lệ nam hành ra hiệu cho anh mau chóng về phòng mình bằng đường cửa sổ người đàn ông vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích cũng không có bất kỳ ý định nào trở về phòng mình cả, chỉ nhướng hàng lông mày lạnh lùng nhìn dáng vẻ đi đến trước cửa kia của cô. Cửa phòng bị mở ra, bên ngoài lập tức xuất hiện hai đứa nhóc chừng 15 16 tuổi đang cười tít mắt lộ ra hàm răng trắng nhìn cô, sư phụ Phong Lăng. Bọn em vừa nghe ngóng được anh đang ở đây. Không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ ạ? À? Có vài việc cần chú ý ở trong căn cứ mà bọn em vẫn chưa rõ lắm, gọi điện cho anh thì phát hiện anh tắt máy rồi, thế nên bọn em chạy đến đây gặp anh phong lan nhìn hai đứa nhóc ở ngoài cửa khóe miệng giật giật mấy năm qua trong căn cứ không chiêu mộ thêm người mới nữa thế mà mấy ngày trước lại bắt đầu tiến hành chiêu mộ gần đây trong căn cứ có không ít thành viên mới đại đa số cũng giống như bọn họ lúc trước đều là mấy đứa nhóc chừng mười mấy tuổi ngày thứ hai cô trở về căn cứ phân đến đội bắn tỉ mười mấy người mới trong đó có hai đứa nhóc được phân cho cô chính là bảo cô thỉnh thoảng dẫn dắt hai thành viên mới này hai tên nhóc này miệng đứa nào cũng rất ngọt luôn gọi cô là sư phụ phong lăng cô ho một tiếng trễ thế này rồi mấy đứa nhất định phải đến đây hỏi à à bọn em quấy rầy giờ nghỉ ngơi của anh ạ à. vừa biết anh ở chỗ này lại thấy phòng anh còn đang sáng đèn nên bọn em mới tới đây hai đứa nhỏ hơi ngượng ngùng xin lỗi anh chúng em chỉ vừa đến căn cứ hơn nữa còn được phân đến đội bắn tỉa siêu giỏi như này bây giờ vẫn còn chút phấn khởi chưa kịp hoàng hồn lại muốn tìm sư phụ nói chuyện một lát cảm giác hưng phấn này phong lăng có thể hiểu được thật ra lúc phong lăng vừa thông qua sát hạch được nhận vào đội bắn tỉa tâm trạng của cô cũng vô cùng phấn khích chẳng qua là cô không giỏi biểu lộ tâm trạng của bản thân ra mà thôi nhìn hai cậu nhóc mười mấy tuổi phong lăng nở nụ cười dịu dàng nếu phấn khích thì mấy đứa có thể đến sân huấn luyện chạy bộ vài vòng bây giờ anh không tiện lắm có gì mai nói tiếp nhé hai cậu nhóc nghe không hiểu ý của cái gọi là không tiện lắm này thấy không thể hỏi thì nói thêm vậy sư phụ phong lăng bọn em có thể vào phòng anh ngồi một lát không nghe bảo chỉ có người vô cùng giỏi của đội bắn tỉa mới có tư cách ở trong tòa nhà này hơn nữa em nghe nói mỗi một phòng trong tòa nhà này đều có một ban công rất lớn ban công còn đối diện với sân huấn luyện nữa tuyệt vô cùng phong lăng dừng lại một chút cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy mặt hai cậu nhóc bỗng đờ ra Hai cậu ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang chậm rãi đi từ trong phòng ra, cả hai đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. Phong Lăng nhận thấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ nên cũng quay đầu lại theo bản năng. Lệ Nam Hành bước đến sau lưng Phong Lăng, anh vẫn mặc bộ đồng phục chiến đấu màu đen, khí chất lạnh lùng, sắc bén, một tay đút ở trong túi quần, ánh mắt. Ừm, hơi lạnh lùng. Hai thiếu niên 15, 16 tuổi ở ngoài cửa cũng không thấp bé mấy, cả hai còn đang tuổi dậy thì mà hiện tại đã cao hơn 1m75 nhưng khi đối mặt với lệ nam hành, hai nhóc đúng là vẫn còn rất thấp, sự chênh lệch chiều cao này vô cùng rõ ràng. Hai cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn lệ lão đại, không ngờ anh lại ở trong phòng của Phong Lăng. Từ sau khi vào căn cứ, mấy cậu nhóc này chỉ được chiêm ngưỡng lệ lão đại từ xa, bây giờ không ngờ người thật lại đứng sờ sờ trước mặt như thế này, à không, là đứng phía sau sư phụ Phong Lăng của bọn cậu chứ. Cùng lúc đấy, lệ lão lại nhếch môi, không biết bây giờ là mấy giờ rồi à? Các cậu đến căn cứ 11 để huấn luyện hay là vào đây để nghỉ ngơi, tham quan? Phong Lăng. Giờ cô mới phát hiện, tại sao ở trước mặt các thành viên mới của căn cứ, Lệ Nam Hành luôn khó gần như thế. Tính tình của anh đúng là rất thất thường, nếu muốn nói chuyện gì ở trước mặt anh thì phải bị ánh mắt của anh làm cho đông cứng trước đã. Khi ấy lúc mới vào căn cứ, rốt cuộc cô đã chịu đựng ánh mắt hoài nghi và soi mói của anh thế nào được nhỉ? chào 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 lệ lão đại trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông hai cậu thiếu niên vô cùng phấn khích lệ nam hành nhìn vẻ phấn khích mãi chẳng chịu rời đi của hai người bọn họ khuôn mặt lạnh lùng càng đanh lại ánh mắt của anh lướt qua hai người bọn họ một lượt rồi xoay người đi vào bên trong chỉ thản nhiên để lại một câu muộn rồi mau trở về đi quy tắc cấm đi lại ban đêm trong căn cứ rất nghiêm ngặt vừa mới vào đã muốn phá luật đến lúc đó cho dù có thông qua sát hạch các cậu cũng không được giữ lại đâu. Phong Lăng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng anh rồi lại quay sang nhìn hai cậu thiếu niên đang đứng ngay người ở ngoài cửa, liếc mắt ra hiệu cho họ. Sau khi hai chàng trai định thần lại thì lập tức chạy nhanh đi, lúc này cô mới đóng cửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Phong Lăng quay đầu, hơi tức giận nhìn người đàn ông ở trong phòng, anh thấy có người đến mà vẫn không trốn đi. Còn chạy đến trước mặt bọn nhỏ nói này nói nọ, dọa dạ chúng đến mức này không chừng sau này người trong căn cứ sẽ bị ám ảnh tâm lý với anh đấy. Anh sợ họ không phát hiện ra chuyện giữa em và anh à. Lệ Nam Hành cúi đầu liếc cô một cái, quan hệ giữa chúng ta có gì mà không thể để người khác biết được. Giang tình đó là quan hệ mà mỗi tối anh đều đến đây hôn em một lúc đó. Phong Lan lường anh. Thấy dáng vẻ hờn dỗi của cô gái, Lệ Nam Hành nhíu mày lại. Anh lười giải thích, sao phải tránh, đó là chuyện đàn ông nên làm à phong lăng rõ ràng đã nói sau khi về căn cứ họ vẫn sẽ như trước đây để cô tiếp tục giả nam còn anh thì giúp cô bảo vệ bí mật thế nhưng mặc dù người đàn ông này không nói ra bí mật của cô nhưng mỗi giờ mỗi phút đều để lộ ý muốn chiếm hữu của mình khiến người ta vừa thấy đã biết giữa họ có vấn đề cô lường anh anh đang muốn tất cả mọi người đều phát hiện ra em là nữ hả thái độ của anh đối với em bây giờ chẳng khác gì trước kia chẳng qua là giờ trong lòng em đã có anh nên tự mình chột dạ sợ người ta phát hiện vì thế mới nhạy cảm như vậy thôi em nghĩ có ai mà không biết giữa chúng ta có chuyện mập mờ chứ muộn như vậy rồi ngoài mấy tên lính mới dám đến đây ra thì còn ai dám tùy tiện gõ cửa phòng em có ai mà ngu ngốc như thế chứ lâu như vậy rồi ai mà không nhìn ra được phong lăng ý anh là họ tưởng anh có hứng thú với con trai hả Lệ Nam hành rũ mắt nhìn cô, nhìn dáng vẻ sau khi về lại căn cứ cũng không thông minh hơn trước đây là bao của Phong Lăng nói. Lúc ở Campuchia, Tiểu Hứa và hàng Kình cũng đã biết hết rồi. Còn những người khác, bọn họ không có gan nói lung tung này nọ. Những người khác thích nghĩ thế nào là chuyện của họ, họ chẳng đáng để anh bận tâm. Phong Lăng nhìn anh một lát, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chẳng trách, gần đây, lúc hàng Kình và Tiểu Hứa nói chuyện với cô dù đúng là không có gì thay đổi mấy nhưng cả hai cũng không còn kề vai, quàng cổ cô như anh em với nhau nữa, thì ra bọn họ đã biết rồi. Lúc ở Campuchia, cô vừa hôn mê vừa làm phẫu thuật suốt nhiều ngày như thế, hàng kình cùng tiểu hứa cũng ở đấy, có lẽ họ đã biết từ khi đó. Hai người kia đều là người giữ miệng kính như bưng, quả thật không có gì đáng để lo lắng. Nhưng Phong Lăng vẫn phải nói, ở trong căn cứ, em đã che giấu lâu như thế, nếu bây giờ chỉ vì anh mà chuyện giới tính của em bị lộ ra bên ngoài thì em sẽ không để anh yên đâu người đàn ông bật cười tiếng cười kia tựa như truyền ra từ trong lồng ngực lệ nam hành bỗng duỗi cánh tay kéo phong lăng vào trong lòng cúi đầu xuống cắn lên môi cô một cái em định không để anh yên như thế nào hững tay phong lăng vội vàng chống lên thành giường ở phía sau nhìn người đàn ông đang ép mình xuống nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh trong lòng chợt dấy lên cảm giác rung động mơ hồ cảm giác rung động này càng lúc càng rõ ràng nhất là từ sau khi trở về căn cứ trở lại cuộc sống như cũ phong lăng chợt phát hiện tình cảm của mình đối với lệ nam hành hình như thật sự rất đặc biệt không giống với người khác nếu chuyện của em bị lộ ra em sẽ quấn lấy anh cả đời luôn phong lăng cũng không biết bản thân đã học được cách nói này từ đâu chỉ là đột nhiên thốt ra một câu như thế người đàn ông lập tức nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại sau đó mặt mày trong rạng rỡ hẳn anh cười cái gì? Cô nghi ngờ liệu có phải lời thoại chắc chúa mà mình vừa mới học được nghe sến quá rồi không? Phong Lăng vừa định giải thích thì lập tức cảm nhận được người đàn ông ôm chặt lấy mình, anh nói, thế thì em quấn chặt anh cả đời đi. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trong chốc lát, tim cô bỗng đập loạn xạ mà chẳng biết tại sao, thậm chí đầu óc cũng trống rỗng trong vài giây. Trong lòng khẽ rung động, Phong Lăng bỗng nhiên chủ động nhóm chân rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng cũng chỉ phớt qua, sau đó cô lập tức đẩy anh ra. Nhưng lúc vừa tách ra được một chút, Lệ Nam Hành lại ngay lập tức ghi chặt cô vào lòng. Năm chương của hôm nay tới rồi đây. Mại vô, mại vô. Tuy ngoài trời đã tối đen, nhưng trong phòng ánh đèn vẫn sáng trưng. Trên lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, hơn nữa, Phong Lăng đang dựa người vào thành giường lại bị người đàn ông kia nâng cầm hôn, mỗi một lần, cô đều cảm thấy không thể thở nổi. Tiếp đó, lần nào người đàn ông này cũng lợi dụng lúc cô bị hôn đến mức cả người không còn chút sức lực tay đặt lên người cô mò vào trong quần áo của cô sàm sỡ cô lệ nam hành ngày nào anh cũng chạy sang phòng em như vậy không được đâu phong lăng đỏ bừng mặt đẩy lệ nam hành cô thở hổn hển rồi nghiêng đầu nói đã nói sẽ để em tiếp tục làm con trai rồi cơ mà em đó là trước mặt bọn họ thôi chứ không phải ở trước mặt anh giọng nói của người đàn ông vang lên bên môi cô trước mặt anh em cứ quay lại làm con gái đi. Phong Lăng rất muốn nói là cả đời này, có lẽ cô sẽ không thể làm một cô gái bình thường được, nhưng một giây sau, cô đột nhiên bị bế lên, khẽ kêu một tiếng, người đàn ông ngồi thẳng xuống giường, để cô ngồi lên đùi anh, hai tay cô khoác lên bả vai anh, trong ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi. Vừa rồi, suýt chút nữa cô đã tưởng anh muốn đè cô lên giường rồi làm sằng làm bậy. Phong Lăng không nhịn được mà hỏi, chẳng lẽ tối nay anh không định về lại phòng mình sao? Có ngày nào mà anh muốn về đâu? Người đàn ông đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, vừa hôn nhẹ vừa nói, chẳng phải lần nào cũng bị em đuổi về sao? Phong Lăng, khi ngồi trên đùi anh, cô cảm nhận được chỗ đó của anh đang nhô lên, có hơi nguy hiểm, em muốn xuống. Còn chưa nói hết, người đàn ông đã giữ sau gáy cô, ép cô cúi đầu xuống, lại một lần nữa kề lên đôi môi cô. Một tuần sau, mọi người trong căn cứ 11 phát hiện ra một vấn đề gần đây mấy ông cụ nhà họ lệ rất hay ra vào căn cứ mặc dù họ chưa từng xuống xe cũng toàn đi xe đến rồi ngồi xe về nhưng mỗi lần đến để gặp lệ lão đại thì anh lại luôn từ chối không gặp lại thêm một ngày trôi qua đêm hôm qua phong lăng huấn luyện mấy đứa nhóc kia trên sân huấn luyện tập đến tối muộn phải tới gần một giờ sáng mới ngủ lệ nam hành không đợi được cô nửa đêm vào phòng nằm xuống giường rồi kéo cô gái đang say giấc nồng vào trong lòng rồi cứ thế ôm cô ngủ suốt cả đêm Sáng hôm sau, lúc Phong Lăng mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt lệ nam hành gần trong gan tất, mặc dù vẻ mặt vẫn còn hơi mơ màng nhưng cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Cô đẩy anh ra, đứng dậy vào phòng tắm để rửa mặt, chuẩn bị đi huấn luyện sáng sớm. Sau khi tắm xong, đi ra thì nhìn thấy người đàn ông rắn rỏi đầy khí chất đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, dáng vẻ không giống với dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm thường ngày của anh, chỉ thấy hơi đờ đẫn, ngái ngủ vào sáng sớm. Lần trước là ai đã nói hả? ai đã nói sau khi về lại căn cứ thì cùng lắm là tối đến thăm em một chút thôi nhất định sẽ không qua đêm ở trong phòng em kết quả anh lại nuốt lời phong lăng không nhịn được mà mỉa mai lệ nam hành liếc phong lăng một cái thản nhiên cầm lấy chiếc áo khoác màu đen đặt bên giường rồi mặc vào lúc mặc áo xong mới tranh thủ nói một câu hững hờ sắp tới anh phải rời căn cứ vài ngày khoảng một tuần sau sẽ quay về phong lăng nhìn anh chẳng phải chuyện anh rời căn cứ ra ngoài làm việc là chuyện rất bình thường sao khoảng thời gian dài nhất là lúc anh về nhà họ lệ hai, ba năm cũng đã từng có rồi. Giờ chẳng qua chỉ là một tuần mà thôi, sao trong anh như không muốn đi vậy? Người đàn ông trông có vẻ hững hờ, anh sợ mình sẽ nhớ em, vì thế mới qua đây ôm em một đêm, có vấn đề gì không? Nhưng chỉ rời căn cứ một tuần mà thôi, từ trước đến giờ cô với lệ nam hành cũng đâu phải ngày nào lúc nào cũng ở bên cạnh nhau đâu. Những lúc bận rộn, lệ lão đại cũng thường xuyên phải ra ngoài giải quyết công việc vài ngày, anh là người phụ trách của căn cứ, trong hay ngoài đều cần anh quản lý. Một tuần, tương đương 7 ngày mà thôi, có khác gì mấy đâu. Phong Lăng đứng ở cửa phòng tắm biểu môi, thế xem ra một tuần này phải ra ngoài làm việc đối với anh mà nói hẳn là một sự kiên nhẫn dài đằng đẵng rồi. Người đàn ông nhìn cô, môi cong lên khẽ cười, bắt đầu thấy nhớ anh rồi đấy hả? Sau đó Lệ Nam Hành đứng dậy, bước đến ép cô lên cửa phòng tắm rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái. Lần này anh ra ngoài có lẽ tạm thời không thể liên hệ bằng điện thoại được, em phải ngoan ngoãn ở trong căn cứ, có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho hàng kình và tiểu hứa một tiếng, bọn họ sẽ giúp em. Phong lăng Lão đại, anh chỉ ra ngoài 7 ngày thôi, chứ có phải 7 năm đâu, em sống trong căn cứ bao năm qua có sao đâu, anh đang lo lắng gì vậy? Anh yêu em nên mới lo lắng cho em, cho dù em chỉ bị mũi cắn thôi, anh cũng đau lòng đấy biết không? Người đàn ông lại cắn lên môi cô một cái. Phong Lăng không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Yêu cô. Đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông vang lên, sau khi hôn cô một cái, nhìn cô thêm một lát anh mới cầm điện thoại lên rồi xoay người đi ra ngoài nhận điện thoại. Không biết người trong điện thoại nói cái gì, nhưng nghe giọng điệu của anh thì hình như anh đang không bình tĩnh lắm, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng, cô cảm nhận được dường như bước chân của anh hơi ngập ngừng nhưng anh không quay đầu lại, chỉ giúp cô đóng cửa phòng căn phòng trở nên yên tĩnh hai ngày ròng rã trôi qua không có lệ nam hành ở đây buổi tối sau khi tắm xong phong lăng nhìn căn phòng yên tĩnh không có bóng dáng người đàn ông đó cảm giác không quen lắm hơn nữa hai ngày nay mí mắt của cô thường xuyên giật giật lẽ nào lão đại được phái ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó rất nguy hiểm sao điện thoại tắt nguồn ban đêm phong lăng trở mình không thể nào ngủ được cô cầm điện thoại lên gọi cho lệ nam hành nhưng đầu dây bên kia thông báo rằng điện thoại của đối phương đã khóa máy ngày thứ ba lệ nam hành rời khỏi căn cứ buổi sáng vẫn huấn luyện như bình thường giờ cơm trưa phong lăng lại dẫn theo hai đàn em của mình đi huấn luyện tăng cường bận đến mức không có thời gian đi ăn cũng không nghe được tin tức và sự việc mọi người truyền tay nhau trong nhà ăn tới tận tối muộn cô mới dành ra được chút thời gian rảnh để đến nhà ăn ăn cơm lúc này cô nghe thấy các thành viên đội khác ngồi bàn bên cạnh vừa ăn vừa thảo luận lệ lão đại cũng nhanh thật đấy lúc trước chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái đây sao giờ lại đột nhiên kết hôn ai mà biết nhưng nghe đồn nhà họ lệ với nhà họ phong đã có quan hệ thân thiết nhiều đời có lẽ lệ lão đại cùng cái cô phong kia vốn đĩ đã có hôn ước từ nhỏ bởi vì có hôn ước rồi vậy nên bao năm nay anh ấy chẳng qua lại với cô gái nào khác ở bên ngoài bây giờ là lúc thời cơ chín mùi phải nhanh chóng chạy về cưới cô gái xinh đẹp kia chứ hình như trước đây tôi có thấy con gái lớn nhà họ phong trên bản tin thì phải chắc cô chủ nhà giàu họ phong mà lão đại cưới là cô ấy nhỉ trông rất xinh đẹp đúng chuẩn là tiểu thư khuê cát nhưng mà hình như cô gái này hơi kiêu ngạo mà thôi phụ nữ mà kiêu ngạo một chút cũng tốt đanh đá một chút càng tốt biết đâu lão đại của chúng ta lại thích tuyết người như thế ha ha không phải nhà họ phong chỉ có một cô con gái thôi à thế chắc là cái cô phong đó rồi, lão đại đúng là có số hưởng mà. Nhưng cũng đột ngột thật, mấy ngày trước còn chưa có tin tức gì, thế mà hôm nay, tin tức kết hôn bỗng được tung ra, đúng là khiến người ta không kịp trở tay. Vì thế lão đại rời khỏi căn cứ suốt mấy ngày nay thật ra là xin phép căn cứ nghỉ cưới nhỉ. Cũng đúng. Buổi sáng hôm nay kết hôn, buổi tối động phòng hoa chúc, ái trà, cho dù là thân phận hay gia thế, qua nhiều năm như thế, lệ lão đại vẫn khiến người ta ước ao, có sách dép theo cũng không kịp không ngờ chuyện kết hôn này đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước cưới thiên kim của một nhà giàu như thế địa vị của nhà họ phong ở los angeles cũng được coi là khá ổn đúng là khiến người ta hâm mộ chết mất phong lăng cúi đầu khẽ khoáy thứ gì đó trong khay cơm cô đột nhiên cảm thấy bữa cơm hôm nay không còn ngon miệng nữa từ xưa đến nay trong căn cứ này lời đồn đại gì cũng từng xuất hiện rồi nhưng hình như từ trước đến giờ chưa từng có ai đám tùy ý bị chuyện về lệ nam hành nhất là chủ đề về chuyện kết hôn của lệ nam hành như thế này cho dù không tin nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi những thứ trước mặt mình phong lăng nhớ đến lời nói gần đây của lệ nam hành nhưng lần này trước khi anh đi đã nói rõ với cô rồi phong lăng múc một thìa cơm đưa vào trong miệng lại thấy như đang nhai sát cô ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài nhà ăn của căn cứ lại nhìn mấy người ngồi bàn bên cạnh kia phong lăng đứng dậy đi sang một cái bàn khác rồi lại đi lấy một cốc sữa bò để uống kết quả lúc đi lấy sữa cô lại nghe thấy người khác đang bàn tán về chủ đề lệ nam hành kết hôn còn nói hôm nay đã nhìn thấy tin tức hôn lễ của nhà họ phong và nhà họ lệ nổi tiếng trong giới người hoa ở los angeles trên tin tức rồi phong lăng cầm điện thoại di động lên tra thử từ khóa nhà họ lệ ở los angeles trang tìm kiếm trên màn hình di động hiện lên rất nhiều tin tức không phải là giả trên hình của tin tức là cảnh lệ nam hành bị chụp lúc đi xuống xe hoa kiểu dáng phiên bản giới hạn. Bức ảnh chỉ chụp ở một bên, không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Chỉ có thể thấy anh bị truyền thông vây quanh, anh mặc âu phục màu đen phẳng phiu, cho dù chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng cũng đẹp mức người thần điên đảo. Anh trời sinh đã ở vị thế cao, không ai với đến được. Khi anh mặc đồng phục chiến đấu thì chính là chiến sĩ không ai địch nổi, còn lúc anh mặc vét thì lại là người đứng trên vạn người, giống như những người kia từng nói, sách dép theo không kịp. Trong tay của người đàn ông có cầm một bó hoa, hình như là hoa hồng trắng, Phong Lăng không hiểu hoa hồng trắng đại biểu cho ý nghĩa gì. Thế nhưng trong bối cảnh của bức ảnh thì là một biển hoa hồng trắng được trải khắp trước cửa nhà họ Phong. Hôm nay, anh đi cưới Phong Minh Châu. Lúc trước, rõ ràng anh đã từng nói Phong Minh Châu không phải là vợ chưa cưới của mình, rõ ràng anh đã nói anh không có bất kỳ cảm giác nào với Phong Minh Châu, thậm chí có thể thấy được anh rất ghét cô ta nhưng anh vẫn cưới con gái của nhà họ phong còn là ở trong tình huống cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc cô cởi bỏ bộ giáp sắt trên người mình chuẩn bị đón nhận tình yêu khiến cô rung động này anh lại đi kết hôn với người khác phong lăng đứng trong nhà ăn trên tay cầm điện thoại di động cô đứng im một hồi lâu chẳng nhúc nhích gì lúc nước mắt lên ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh cũng lặng yên như tờ cô đột nhiên đi thẳng ra ngoài bây giờ đã quá giờ dùng cơm tối trong trại huấn luyện của đội một rất yên tĩnh chỉ có các thành viên túng năm tụng ba ngồi ở trong góc tám chuyện hút thuốc thấy phong lăng đến thì giơ tay lên chào hỏi cô nhưng cô vẫn lạnh mặt đi thẳng vào chỗ ở của hàng kình đến trước cửa phòng của hàng kình cô muốn đi vào hỏi bọn họ chắc chắn bọn họ biết được phía lệ nam hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đang chuẩn bị gõ cửa bỗng cô nghe được âm thanh đối thoại ở bên trong tiểu hứa vừa nãy cũng đến đang ở trong phòng từ lúc vừa biết chuyện lệ lão đại kết hôn hơn nữa còn kết thông gia với nhà họ phong tiểu hứa rất kinh ngạc càng nghĩ càng thấy sai cảm giác đây là chuyện mà lệ lão đại không thể làm ra được trước đây chỉ nghe nói nhà họ lệ với nhà họ phong hình như có hôn ước mọi người cũng đều cho rằng phong minh châu sẽ lấy lệ nam hành nhưng sau này họ lại cảm thấy hình như không phải như vậy lệ lão đại cũng không có ý nghĩ muốn kết hôn với phong minh châu vậy thì rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì hôm nay là ngày lão đại kết hôn thật à tiểu hứa ngồi ở trong phòng hàng kình lấy một điếu thuốc ra vừa hỏi vừa do dự một lát chưa châm lửa hàng kình liếc mắt nhìn anh ta chuyện như vậy thì sao mà giả được thế phong lăng làm sao bây giờ dạo này rõ ràng lão đại và phong lăng vẫn đang nồng thắm bây giờ trong căn cứ tuy có rất nhiều người cũng không rõ tình hình thế nào nhưng hai chúng ta lại rất rõ ràng phong lăng cũng là nữ sao cô ấy có thể chịu đựng nổi chuyện này được chẳng lẽ lão đại định ở bên ngoài có một cô vợ ở trong căn cứ cũng có vợ nhỏ trong ngoài không thiếu cô nào à mẹ nó cậu đừng có mà nói lung tung lão đại mà là người như thế à tôi biết lão đại không phải là người như thế thế nhưng chuyện này cũng không đúng anh ấy từng nói rõ điều gì với phong lăng chưa cứ rầm rộ kết hôn như thế phong lăng vẫn ở trong căn cứ ngây ngô chờ người ta trở lại nhưng cho dù lão đại có trở về thì cũng là đàn ông có gia đình rồi thế phong lăng có địa vị gì bây giờ nhìn bộ mặt như thể vừa ăn thuốc nổ này của tiểu hứa hàn kình chẳng hiểu ra sao lão đại tự có suy nghĩ của riêng mình anh ấy đối xử với phong lăng như thế nào chúng ta đều thấy tận mắt thế nhưng chuyện giữa hai nhà họ lệ và họ phong cũng không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ được anh ấy cũng có trách nhiệm của bản thân nếu phải đặt người mình thích và trách nhiệm lên cán cân thì lão đại đã lựa chọn trách nhiệm đây vốn là chuyện mà một người đàn ông nên gánh vác thế phong lăng thì sao phong lăng còn nhỏ trải qua một cuộc yêu đương không kết quả cho dù cô ấy có biết chuyện thì cùng lắm chỉ đau lòng vài hôm rồi cũng thôi đau lòng vài hôm người có đầu óc chậm chạp với chuyện yêu đương như phong lăng anh còn mong là cô ấy có thể yêu người khác nữa à không thấy cô ấy đang từ từ mở lòng đón nhận lão đại sao cũng không còn buồn rầu như trước đây nữa rồi đấy thôi trong lòng phong lăng có lệ lão đại chỉ là bản thân cô ấy không bày tỏ mà thôi nếu cô ấy biết rồi, tôi đoán là cô ấy sẽ chẳng nói cái gì đâu. Vậy thì không nói thôi, cứ bình an vô sự như thế đối với ai cũng là điều tốt cả. Mẹ nó, lúc trước thấy hai người bọn họ ở bên nhau anh là người đầu tiên phấn khích đấy, bây giờ lão đại kết hôn, bỏ mặt phong lăng ở lại căn cứ như thế, anh còn nói ra câu đấy cho được. Giờ tôi còn nói gì được nữa? Tôi có thể kéo lệ lão đại đến đây, đè đầu anh ấy rồi bắt lấy phong lăng à? địa vị của nhà họ lệ đâu phải cậu không biết đâu cho dù bây giờ lệ lão đại có chịu trở về cưới mấy ông cụ trong nhà kia có đồng ý không bọn họ không băm phong lăng ra thành thịt vụn đã là rất nể tình rồi đấy biết không thế bây giờ đang xảy ra chuyện gì ý của anh là phong lăng chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển đột nhiên xuất hiện đúng lúc lệ lão đại thiếu thốn tình cảm ở trong căn cứ thôi sao một cô gái như phong lăng cũng chỉ là thứ tiêu khiển của anh ấy thôi à anh ấy nói muốn là muốn nói vứt là vứt. Cậu đừng có cực đoan như thế, lão đại chưa từng nói câu nào như thế cả. Ở trong mắt tôi, bây giờ lệ lão đại chính là có ý nghĩ như thế đó. Thấy hiện tại tiểu hứa không mấy bình tĩnh, hàng kình cũng không còn kiên nhẫn để quan tâm mấy chuyện này nữa. Dù sao đây đều là quyết định riêng của lệ lão đại, đến bây giờ cũng không ai biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Hàng kình cười lạnh, mẹ nó, tự dưng cậu lại ở đây phát rồ, chỉ là một cô gái thôi mà đều là người trưởng thành cả rồi, cũng chỉ là một cuộc tình chứ có làm sao. Nếu so giữa thân phận trẻ mồ côi không rõ gốc gác như Phong Lăng với con gái lớn nhà họ Phong, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng biết nên chọn người nào. Tiểu hứa đột nhiên đập gạt tàn thuốc trên bàn xuống đất, anh nói cái gì thế? Hàng kình đanh mặt nói, cũng không phải là lệ lão đại bỏ rơi cậu, mẹ nó cậu kích động cái gì chứ? Yêu thì phải cưới sao? Ông đây từ nhỏ đến lớn từng thích rất nhiều phụ nữ, trước khi vào căn cứ cũng đã từng lên giường với không ít phụ nữ nếu họ đều đợi có kết quả với tôi thì tôi đã sớm có cả đống vợ rồi còn cần phải ở căn cứ làm huấn luyện viên à cuối cùng hàng kình cũng không nhẫn nại thêm được nữa anh ta bực bội đạp ghế một cái không phải chỉ là một con nhóc nữ giả nam trốn lâu trong căn cứ thôi sao chẳng có vẻ gì của phụ nữ còn bạo lực như vậy làm đồng đội với nhau còn được tình cờ phát hiện ra là nữ hơi rung động hơi ngạc nhiên cũng rất bình thường cậu nói cô ta còn có cái gì đáng để người ta thích đáng để lệ lão đại từ bỏ hôn ước với nhà họ phong anh dám nói lệ lão đại chẳng qua chỉ là say nắng với phong lăng nếu không thì sao thời nay làm gì còn có người đàn ông nào chung thủy với phụ nữ đến chết không thay đổi nữa bị ngu chắc anh ấy không thích phong lăng thích không giống với phải chịu trách nhiệm kiểu con gái ngốc nghếch như phong lăng cũng không hợp với anh ấy vậy trước đây anh với tôi cùng tác hợp cho bọn họ làm gì? Lúc cán kết tôi không biết Phong Lăng là nữ, sau đó biết rồi, nhưng hiện tại anh ấy cũng đã kết hôn với nhà họ Phong, tôi còn có thể nói gì nữa. Hàng Kình biết bản thân bây giờ không chịu nổi phiền phức, lời nói ra đều trái với lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc bây giờ Lệ Nam Hành đã kết thông gia với nhà họ Phong, quả thực cũng không có gì hay để dính líu, bàn luận gì đến chuyện này nữa, anh ta lại nói, Phong Lăng và Lão Đại Vốn cũng không phải người chung một thế giới, khác nhau một trời một vực. Nếu không phải vì có căn cứ ở đây, hai người họ căn bản không có tí quan hệ nào với nhau, tôi nghĩ chắc Phong Lăng cũng tự hiểu rõ, sau này đường ai nấy đi là tốt nhất. Hàng Kình lại nói, Phong Lăng là trẻ mồ côi, đến cả cha mẹ là ai cũng không rõ, cho cậu cậu có lấy không? Không phải người cùng một thế giới thì không nên cố gắng chen vào, nhưng lúc còn trẻ yêu đương cho đã, sau này trưởng thành rồi cô ấy sẽ hiểu ra rằng đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông. Tôi thấy lệ lão đại cho cô ấy bài học này cũng tốt, ít nhất sau này cô ấy sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Nói cho cùng, cô ấy quả thật quá ngây thơ. Hàng kình cũng không biết nên nói gì mới tốt. Nhưng nhìn vẻ xù lông giống như muốn lật trời lật đất của tiểu hứa, anh ta chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này. Nói cho cùng, rốt cuộc lệ lão đại nghĩ như thế nào bọn họ cũng không biết nhưng anh đã kết hôn rồi, vậy cũng chỉ có thể đổi một góc độ khác để suy nghĩ thôi. Tiểu Hứa đột nhiên đập gạt tàn thuốc trên bàn xuống đất. Anh nói cái quái gì thế? Hàn Kình đanh mặt nói cũng không phải là lệ Lão đại bỏ rơi cậu. Mẹ nó cậu kích động cái gì chứ? Yêu thì phải cưới sao? Ông đây từ nhỏ đến lớn từng thích rất nhiều phụ nữ, trước khi vào căn cứ cũng đã từng lên giường với không ít phụ nữ. Nếu họ đều đợi có kết quả với tôi thì tôi đã sớm có cả đống vợ rồi. Còn cần phải ở căn cứ làm huấn luyện viên à? Cuối cùng Hàn Kình cũng không nhẫn nại thêm được nữa anh ta bực bội đạp ghế một cái không phải chỉ là một con nhóc nữ giả nam trốn lâu trong căn cứ thôi sao chẳng có vẻ gì của phụ nữ còn bạo lực như vậy làm đồng đội với nhau còn được tình cờ phát hiện ra là nữ hơi rung động hơi ngạc nhiên cũng rất bình thường cậu nói cô ta còn có cái gì đáng để người ta thích đáng để lệ lão đại từ bỏ hôn ước với nhà họ phong anh dám nói lệ lão đại chẳng qua chỉ là say nắng với phong lăng nếu không thì sao thời nay làm gì còn có người đàn ông nào chung thủy với phụ nữ đến chết không thay đổi nữa, bị ngu chắc. Anh ấy không thích Phong Lăng. Thích không giống với phải chịu trách nhiệm, kiểu con gái ngốc nghếch như Phong Lăng cũng không hợp với anh ấy. Vậy trước đây, anh với tôi cùng tác hợp cho bọn họ làm gì? Lúc gán ghép tôi không biết Phong Lăng là nữ, sau đó biết rồi, nhưng hiện tại anh ấy cũng đã kết hôn với nhà họ Phong, tôi còn có thể nói gì nữa. Hàng Kình biết bản thân bây giờ không chịu nổi phiền phức lời nói ra đều trái với lòng nhưng cứ nghĩ đến việc bây giờ lệ nam hành đã kết thông gia với nhà họ phong quả thực cũng không có gì hay để dính líu bàn luận gì đến chuyện này nữa anh ta lại nói phong lăng và lão đại vốn cũng không phải người chung một thế giới khác nhau một trời một vực nếu không phải vì có căn cứ ở đây hai người họ căn bản không có tí quan hệ nào với nhau tôi nghĩ chắc phong lăng cũng tự hiểu rõ sau này đường ai nấy đi là tốt nhất hàng kình lại nói phong lăng là trẻ mồ côi đến cả cha mẹ là ai cũng không rõ cho cậu cậu có lấy không không phải người cùng một thế giới thì không nên cố gắng chen vào nhưng lúc còn trẻ yêu đương cho đã sau này trưởng thành rồi cô ấy sẽ hiểu ra rằng đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông tôi thấy lệ lão đại cho cô ấy bài học này cũng tốt ít nhất sau này cô ấy sẽ không dễ dàng bị lừa nữa nói cho cùng cô ấy quả thật quá ngây thơ hàn kình cũng không biết nên nói gì mới tốt nhưng nhìn vẻ xù lông giống như muốn lật trời lật đất của tiểu hứa anh ta chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này nói cho cùng rốt cuộc lệ lão đại nghĩ như thế nào bọn họ cũng không biết nhưng anh đã kết hôn rồi vậy cũng chỉ có thể đổi một góc độ khác để suy nghĩ thôi hai người trong phòng một người tức giận một người bực mình tùy tiện nói cả đống lời lung tung cánh cửa gỗ mỏng manh căn bản không ngăn được giọng nói kịch liệt kia không ai phát hiện ra có một người gian đứng ngoài cửa bình tĩnh đứng đó mà nghĩ bị cuộc tranh cãi của hai người đàn ông trong phòng làm căng ra. Nhưng kỳ lạ là hình như chỗ đang vỡ vụn lại là một chỗ khác. Phong lăng chỉ cho rằng lệ nam hành sẽ không làm chuyện như vậy, cũng cảm thấy chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Bình thường, hàng kình và tiểu hứa luôn đi theo lệ nam hành, chuyện gì bọn họ cũng biết trước tiên, bọn họ nhất định có thể hiểu rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhưng tiếng tranh cãi kịch liệt trong phòng lại khiến trái tim vẫn luôn đập thình thịch sau khi nghe được tin tức kia của cô hoàn toàn yên tĩnh lại nó không chỉ yên tĩnh lại mà còn kẹt trong lồng ngực bất động giống như đã chết vậy cách một cánh cửa người trong phòng vẫn còn đang tranh cãi nảy lửa người ngoài cửa đứng chốc lát rồi lặng lẽ rời đi phong lăng đi rồi khi cô bước ra khỏi doanh trại huấn luyện đội một vừa đúng lúc tam bàn quay về anh ta đi quá nhanh nên đụng phải cánh tay phong lăng quay đầu lại thấy là cô, vội hỏi, Phong Lăng. Cậu không ở đội bắn tỉa, chạy tới đây làm gì? Cậu cũng nghe nói chuyện lão đại kết hôn rồi phải không? Chạy tới đòi kẹo cưới hả? Tôi nói chứ, lão đại đúng là không thành thật chút nào, kết hôn cũng không nói trước với căn cứ một tiếng, đến giờ bọn mình không chỉ không uống được rượu mừng, mà kẹo cưới cũng không ăn được luôn. Mặc dù thường ngày mọi người hay trêu đùa phong lăng và lệ lão đại nhưng thực chất có rất nhiều người đàn ông suy nghĩ đơn giản, hai người đàn ông có thể có cái gì chứ cũng chỉ là chơi đùa chút thôi hôm nay lão đại đã kết hôn rồi vậy cô chủ nhà họ phong mới là bà lệ phong lăng vẫn là phong lăng của căn cứ bọn họ không có gì thay đổi hết thấy phong lăng im lặng tam bàn đang định đặt tay lên bả vai cô kết quả anh ta lại đè trúng chỗ bị rắn cắn trước đó trong nháy mắt phong lăng rụt cánh tay lại giống như bị điện giật cô còn nhớ ngày đó trên bệ đá bên dưới vách núi ở thung lũng trắng, lệ nam hành bất chấp sự an nguy của mình giúp cô cắt vết thương thành hình chữ thập giúp cô hút máu độc ra ngày đó người cô lạnh buốt tay chân tê liệt chỉ có chỗ vết thương bị anh hút hơi nóng khiến cô cảm thấy mình vẫn còn sống cô nhìn người đàn ông trước mắt vẫn một mực nghĩ cách cứu mình mới biết hóa ra trên thế giới này vẫn còn có một người quan tâm đến sự sống chết của cô như thế mà hôm nay trên vai cô nơi có vết dao chữ thập nho nhỏ kia đã không còn chút ấm áp nào nữa rồi thậm chí chỉ bị đè lên một chút như vậy cô đã đau đến mức không nhịn được mà run rẩy suốt nhiều năm phong lăng chưa bao giờ cảm thấy quãng đường từ doanh trại huấn luyện đội một về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa lại dài dằng dặc đến vậy cho dù đã qua thời gian bữa tối nhưng mấy tên nhóc mười mấy tuổi mới vào căn cứ vẫn còn đang huấn luyện đang chạy bốn vòng quanh căn cứ bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới tiếng người gọi tên cô anh phong anh phong phong lăng sư phụ phong lăng có một vài người được phân vào đội khác chỉ từng nghe tên cô nên không nhận ra vừa chạy vừa nhìn về phía này một cách mờ mịt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt đi trong bóng đêm của căn cứ cô chẳng nói lời nào chỉ quay về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa muốn về phòng ở một mình một lát nhưng nhận ra bây giờ mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ khu lân cận của đội bắn tỉa không có người nào có thể tùy tiện đến gần kể cả những người mới đang chạy vòng quanh kia quá yên tĩnh rồi yên tĩnh đến mức lòng người cảm thấy hơi trống rỗng. Phong Lăng xoay người đi về phía sân huấn luyện vắng vẻ của đội bắn tỉa, cô nhấc súng bắn tỉa chỉ còn lại 5 viên đạn huấn luyện lên, nã một phát súng về phía bia đạn có khoảng cách xa nhất đạt đến 500 m trên sân huấn luyện. Đoàn một tiếng, khoảng cách 500 m đạn bay nhanh hơn nữa cũng cần một lát. Hai giây sau, viên đạn ghim vào ngay giữa hồng tâm. Năm thứ tư ở trong căn cứ, trong cái năm không biết rốt cuộc là mình 17 hay 18 tuổi này, cô đã đạt được mục tiêu bắn tỉa ở tầm xa 500 m đúng chuẩn ngay giữa hồng tâm rồi. Sau đó, còn có gì nữa. Cô muốn ở lại căn cứ 11, ở lại đây luôn. Nhưng giống như Hàng Kình nói, có vài người chẳng qua chỉ là rung động và hứng thú nhất thời, yêu đương nhất thời mà thôi, chẳng lẽ cô còn muốn cuốn lấy người ta, muốn người ta chịu trách nhiệm sao? Nhưng sau này, hai người lại gặp nhau trong căn cứ, cô phải đối mặt thế nào đây? Đoàn 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 đoàn, lại bốn phát súng liên tiếp nữa. 500 mét. Phát nào cũng trúng hồng tâm. Vào giây phút này, Phong Lăng biết, với thành tích của đội bắn tỉa, cho dù không cần đi sát hạch, cô cũng đã tốt nghiệp rồi. Từ trước đến giờ, Phong Lăng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như thế này. Trong mắt cô, cảnh vật từng quen thuộc trước đây bỗng nhiên giống như một động băng, chỗ nào cũng có mũi băng nhọn, đi bước nào cũng cảm thấy cả người bị đâm đau. Phong Lăng đi về phía cổng căn cứ 11 trong trạng thái mờ mịt, cô muốn ra ngoài nhưng lại dừng bước. Lúc đi tới trước cổng, cô nhìn bóng đêm bao la của ngoại thành bên ngoài căn cứ rồi tự hỏi bản thân, cô đã làm sai chuyện gì sao? Nếu cô không làm sai gì hết thì tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Nếu không làm sai thì tại sao cô lại phải đi? Thiếu nữ trông như chàng trai trẻ đứng trước cổng căn cứ quay người trở về. Cô đang nghĩ. Thật ra, vẫn có rất nhiều manh mối ví dụ như về hôn ước giữa nhà họ phong và nhà họ lệ cô đã nghe nói từ lâu rồi nhưng lệ nam hành nói anh sẽ không cưới phong minh châu cô tin nhưng cô lại quên mất địa vị của nhà họ lệ và nhà họ phong trong giới người hoa ở nước mỹ nếu không phải là sự thật sao lại có thể cho phép loan truyền tin đồn vô căn cứ như thế thậm chí những lời này còn được cô phong thường xuyên nói đến ví dụ như dường như lệ nam hành rất khách sáo với người nhà họ phong lần đó khi cô lấy lại túi cho bà tần ở bên đường tối hôm đó lúc cùng nhau ăn cơm cô có thể cảm nhận được mặc dù lệ nam hành không nói nhiều nhưng vẻ kiêu ngạo ngang ngược ngày thường đã kiềm chế lại rất nhiều rõ ràng nhà họ lệ và nhà họ phong rất thân thiết với nhau ví dụ như đang yên lành lệ nam hành lại rời khỏi căn cứ mấy ngày nhưng lần này trước khi rời đi anh giống như đang từ biệt cô phong lăng lại đứng trong sân huấn luyện một lúc lâu cô nhìn điện thoại một lúc cách thời gian bình thường lệ nam hành quay về nghỉ ngơi đã muộn hơn một tiếng đồng hồ rồi cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng của lệ nam hành đèn trong phòng vẫn tắt cho dù phong lăng biết rõ lúc này lệ nam hành sẽ không quay về anh vốn đã đi rồi sao lại có thể quay về được nhưng giây phút vừa rồi phong lăng thật sự không hề lý trí mà hy vọng kỳ tích có thể xảy ra hy vọng ánh đèn trong căn phòng kia sẽ sáng lên hy vọng lệ nam hành đi ra từ cửa sổ đứng trên ban công vừa hút thuốc vừa hít mắt cười như không cười và nhìn cô. Sau đó, anh sẽ chế giễu cô một câu đồ ngốc, sao người khác đồn tin nhảm gì em cũng dám tin hết thế. Mãi cho đến khi đứng mệt mỏi rồi, Phong Lăng mới dời mắt khỏi căn phòng tối om kia, đi thẳng. Buổi tối, A-ca không tìm được Phong Lăng, anh ta nghe thấy tiếng súng nên mới xuống xem thử, kết quả không nhìn thấy cô, sau đó cũng không biết rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi. Đến tận khi Phong Lăng về đến tầng dưới chỗ ở, anh ta mới gặp được cô a ca ngồi xổm trước cửa hút thuốc cô đi ngang qua như không nhìn thấy ai hết ơ ờ kìa phong lăng a ca thấy cô về đột nhiên đứng lên dẫm tắt tàn thuốc đi thôi đi đánh bài hôm nay đám ta muốn ba đấu ba với chúng ta còn gọi cả huấn luyện viên mới tới ngày mai cuối tuần nhiệm vụ huấn luyện không nhiều chúng ta đánh tới sáng luôn phong lăng lắc đầu vững vàng đi vào trong cô không cần người khác dùng cách này giúp cô phân tâm cũng không cần người khác ở bên cạnh chuyện của mình thế nào thì tự mình hiểu rõ cô biết mình nên làm gì không nên làm gì chẳng qua chỉ là vào lúc vốn nên vững tâm cô lại bất cẩn không giữ vững được mà thôi phong lăng gọi cậu đánh bài đấy a ca lại gọi cô tôi không đánh đâu các anh đánh đi cậu không đi sao được tụi tôi muốn ba đấu ba mà nhưng mà dù a ca nói như thế nào phong lăng vẫn đi thẳng lên lầu không hề quay đầu lại thấy phong lăng như vậy a ca đứng tại chỗ có hơi bất lực cũng không có cách nào anh ta có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa lệ lão đại và phong lăng chẳng phải tình anh em bình thường nhưng mấy ông cụ nhà họ lệ hẳn sẽ không chấp nhận chuyện lệ lão đại thích đàn ông cảm giác nếu lệ lão đại không kết hôn thì chính là bất hiếu nhưng kết hôn rồi lại là bất nhân bất nghĩa làm thế nào cũng đều có lỗi với hai bên phong lăng quay về phòng nhưng sau khi tắm xong, cô không ngủ được, đến hơn một giờ sáng, lúc nửa đêm không có ai, cô mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay ra ngoài chạy vòng quanh. Không biết rốt cuộc cô đã chạy bao lâu, nói chung là chạy đến khi thở gấp dữ dội, cả người toàn là mồ hôi, mệt mỏi đến mức cảm thấy bản thân có thể nằm lên giường ngủ bất cứ lúc nào. Bây giờ, cô mới lết cơ thể đã mệt đến bụng rủng trở về phòng. Lần này, sau khi tắm lại lần nữa, cô nằm lên giường, cơ thể rõ ràng đã mệt đến ngay cả dậy cũng không dậy nổi nhưng cô lại vẫn không hề buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại ép mình ngủ một lát, 20 phút sau vẫn mở mắt ra. Rõ ràng vừa nãy sau khi vận động xong, tim đập thình thịch cấp gáp trong lồng ngực, nhưng cô nhận ra mình không cảm nhận được tiếng tim mình đập. Giống y như tê liệt vậy. Quả thực không ngủ được, cô đột nhiên đứng dậy đi đến góc phòng, mở một bên tủ ra. Trong tủ có ba chai rượu, một chai brandy, một chai rượu nước ngoài và một chai rượu vang đỏ, mấy chai này đều là mấy lần hàn kình có tâm trạng tốt tặng cho cô nhưng cô không uống hàn kình có rất nhiều rượu anh ta thấy ai hợp mắt thì sẽ tặng đối phương mấy chai có thể là hàn kình thấy cô quá hợp mắt nên tặng cho cô rất nhiều lần một trong những lần đó cô đã mang rượu tới phòng của lệ lão đại phong lăng cũng không biết rượu nào uống ngon chỉ thuận tay lấy chai brandy năm mươi tám độ ra cô vừa cầm chai rượu vừa mở cửa sổ Nếp nhìn sân thượng tối đen bên cạnh, sau đó dựa vào tay vịn ban công của mình, đưa chai rượu lên uống một ngụm. Cô chưa từng uống loại rượu brandy này, cảm thấy không ngon, nhưng dường như không cay họng, không khó uống như mấy loại rượu trắng kia. Hơn nữa, chết miệng mấy cái, Phong Lăng có cảm giác giống như trong miệng còn hơi lưu lại chút ít vị ngọt nhàn nhạt, sau khi cảm giác cay nồng qua đi là cảm giác ngọt ngào, rất tuyệt vời. Từ trước đến nay, cô không uống rượu, tối nay uống là do không ngủ được. Dù sao, bây giờ, với sự hiểu biết của mấy người AK về cô, nếu ngày mai cô say không dậy nổi, không đi huấn luyện, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách tìm một lý do thích hợp giúp cô xin nghỉ. Nói chung, cho dù say cũng không sao. Say một lần đi. Say một lần thì cái gì cũng sẽ quên hết. Thiếu nữ tóc ngắn dựa vào ban công, đưa chai rượu trong tay lên uống một ngụm lớn nữa, sau đó, cô cau mày rồi nuốt xuống. Rồi sau đó, hết ngụm này đến ngụm khác. Có điều rõ ràng cảm thấy trước mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng Phong Lăng lại cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô hiểu rất rõ, phía sau hai chữ Phong Lăng chính là một thân phận trẻ mồ côi không rõ ràng, là loại người nhỏ bé không thể cho nhà họ Lệ có được bất kỳ lợi ích gì, là một người mà ngay cả bản thân cũng không biết làm thế nào mới có thể tồn tại được trong thế giới này. Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng say rượu ngủ cả đêm ngoài ban công cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như muốn nứt ra, cô trở mình rồi mở mắt mới nhận ra mình đang ngủ ngoài ban công. Thời tiết tối qua âm gần 3-4 độ, thế mà cô lại mặc áo thun ngắn tay rồi ngủ ở đây. Phong Lăng chịu đựng cảm giác đau đầu, đang định ngồi dậy, nhưng trong cơn đau đầu do say rượu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vừa mãnh liệt vừa dồn dập. Tiếng gõ cửa dồn dập không dứt, cô gắng gượng bò từ dưới đất lên, nhưng đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũng đến mức lão đảo cố nhào tới cửa sổ sát đất đã mở suốt đêm. Đầu đụng phải chân bàn ở gần cửa sổ nên cô lại càng cảm thấy choáng váng dữ dội hơn. Tiếp đó, cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp ra. Cô ngẩng đầu lên, mở đôi mắt không nhìn rõ đồ vật, thấy mấy thành viên của đội khác trong căn cứ đi vào. Sau khi mấy người đó đi vào, mặt không biểu cảm liếc nhìn cô đang nằm dưới đất, họ nhanh chóng mở các ngăn kéo trong phòng cô ra, lục lọi tất cả đồ trong đó của cô rồi bỏ vào một cái túi lớn. Tiếp đó, bọn họ lại kéo hai vali hành lý cô để dưới giường ra rồi đi thẳng ra phía ngoài. Các người làm gì thế? Phong Lăng nhìn thấy hành động của họ, nháy mắt, trong lòng có dự cảm không lành, cô nhíu mày, khàn giọng hỏi. Ngay lúc đó, hai thành viên khác đi tới kéo cô từ dưới đất lên, sợ cánh tay nóng hổi của cô và cơ thể nồng nặc mùi rượu, cứ như vậy kéo cô ra ngoài. Thả tôi ra, Phong Lăng thử giải dụa, nhưng bây giờ cô lại như bị rút cạn hết sức lực, ngay cả đứng cũng không vững, cứ như thế bị hai người lôi ra ngoài. Ban nãy, khi những người mặt không biểu cảm đó mở tất cả ngăn kéo của cô, lấy đi tất cả mọi thứ của cô, cô đã có một linh cảm mãnh liệt. Những người này có thể đột nhiên xông vào, cách làm không khách sáo như vậy. Có lẽ chuyện giới tính của cô bị phát hiện rồi. Nhưng là ai muốn lấy mấy thứ đồ này của cô? Phong Lăng khó chịu nhưng ngay cả hơi sức vùng vẫy cũng không có, cho đến khi cô bị những người này mang đến sân huấn luyện rộng nhất đối diện văn phòng của căn cứ tinh thần cô vẫn còn hơi ngẩn ngơ không kịp nhìn những thành viên căn cứ đứng đầy xung quanh cảm giác như thành viên của các đội đều ở đây tựa như tạo thành một vòng tròn gần đó lúc này cô đã nhìn thấy mấy ông cụ đứng trước mặt là mấy ông cụ nhà họ lệ bao năm qua họ chưa từng xuất hiện trong căn cứ bình thường cũng chỉ là xe đón xe đưa đi ngang qua mà thôi chưa hề xuất hiện trước mặt nhiều người như thế này lúc này họ đang ngay lúc trái tim phong lăng đang đập thình thịch liên hồi mấy người kia đưa cô tới trước mặt mấy ông cụ nhà họ lệ ném cô xuống đất không chút lưu tình phong lăng vốn đang ở trong tư thế được diều chân đứng không vững lần này lại nhào thẳng tới phía trước ngã xuống đất trên mặt đất đều là đất và sỏi đá trong nháy mắt do cô mặc áo thun ngắn tay nên bàn tay và cánh tay bị chà sát đến rách da đau rát ngay cả đầu gối cũng đập mạnh xuống nền đất ngay giây phút phong lăng bị đẩy ngã nhào xuống đất một cách chật vật mấy người sau lưng cầm hành lý của cô tới đổ toàn bộ đồ trong đó ra đất, lại mở tiếp hai cái vali của cô ra, cầm tới trước mặt mấy ông cụ nhà họ lệ, mở ra để ngay ngắn ở đó. Tất cả đồ xếp trong đó đều lọt vào tâm mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy mấy túi băng vệ sinh dưới đất, lại nhìn thấy mấy miếng vải rất dài trong vali hành lý, cũng chính là thứ khả nghi là vải cuốn ngực. Trong nháy mắt, ánh mắt của mỗi thành viên xung quanh rất khác nhau, có người ngạc nhiên, có người bừng tỉnh, còn có người có ngu ngơ không biết đây là tình huống gì chẳng lẽ phong lăng thật sự là nữ dưới đất phong lăng gắng sức ngẩng đầu lên trong mắt có sự khó chịu sau khi say rượu vì chân tướng bị phơi bày mà ngấm ngầm kìm nén sự phẫn quốc trong lòng trong mắt cô càng ngày càng nhiều tơ máu tay dùng sức nắm lấy bùn đất cứng như đá trên mặt đất cô ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy ông cụ đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ và tức giận phong lăng có cần chúng ta nói thêm nữa không lệ quân diên nhìn thấy mấy thứ đồ phụ nữ dùng dưới đất ánh mắt vô cùng bất mãn và kinh bỉ. Tay phong lăng vẫn đang bấu chặt mặt đất, đôi mắt đỏ lựng nhìn ông lão trước mặt. Ông là ông nội ruột của Lệ Nam Hành, là người lần trước lúc cô xảy ra chuyện trong quân đội, để giữ gìn hình tượng của Lệ Nam Hành mà ít nhiều nói giúp cô mấy câu xã giao trước mặt quân đội Mỹ. Mặc dù, mục đích của ông là vì hình tượng của Lệ Nam Hành và nhà họ Lệ nhưng dù sao cũng là từng có duyên gặp mặt. Mấy ông cụ khác nhà họ Lệ đứng sau lưng Lệ quân diên khẽ trò chuyện, Minh Châu vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, vốn dĩ tôi còn không tin, không ngờ lại là thật. May mà Minh Châu tìm được chứng cứ, nếu không chúng ta sẽ không tới thẳng đây, đã để mặt cho một đứa con gái phá hoại tác phong của căn cứ rồi. Đúng vậy, thật sự là quá kỳ cục. Một cô gái trẻ tuổi lại giả làm đàn ông, lăn lộn chung với một đám đàn ông. Trước đây, Nam Hành bảo vệ cô ta như vậy, hôn ước với nhà họ Phong vẫn luôn thờ ơ không đếm xỉa, tôi thấy phần lớn là bị thứ hồ ly tinh này mê hoặc những lời này chỉ là mấy ông cụ ở phía sau thầm thì bàn tán còn lệ quân diên vẫn lẳng lặng nhìn phong lăng đang nhếch nhác nằm dưới đất cô trốn trong căn cứ lâu như vậy rốt cuộc có mục đích gì đám a ca cũng đang ở trong đám người lúc nhìn thấy mấy thứ đồ đó mới biết hóa ra lời đồn là thật nhưng nhìn thấy tình trạng phong lăng không tỉnh táo như thế cả người dường như không có sức lực nằm ở đó nhớ lại hôm qua lệ lão đại mới vừa kết hôn điều này đã tổn thương cô rất nhiều hôm nay mấy ông cụ nhà họ lệ lại tìm tới như vậy nhìn lại mấy thứ trên đất chứng tỏ cô quả thực là một người phụ nữ không còn nghĩ ngờ gì nữa a ca và mấy thành viên đội bắn tỉa liếc nhìn nhau sắc mặt ai cũng khó coi sắc mặt khó coi tất nhiên không phải bởi vì chuyện phong lăng là phụ nữ bị vạch trần mà là vì họ nhìn thấy phong lăng có thể bị người khác xâu xé bất cứ lúc nào điều này khiến mấy người bình thường thân thiết với phong lăng như họ không chịu nổi nhưng mấy ông cụ họ lệ đều ở đây họ không nói được gì cũng không làm được gì hết nếu bây giờ bọn họ đứng ra đỡ phong lăng dậy thì có lẽ lời đồn đại phong lăng phá rối tác phong căn cứ sẽ càng được chứng thực sẽ nói cô và đàn ông trong căn cứ có quan hệ không trong sáng chuyện này sẽ chỉ càng gây tổn hại tới cô hơn mà thôi cho cô hai sự lựa chọn một là nói ra mục đích và lý do ở lại căn cứ của cô sau đó thu dọn đồ đạc cút khỏi căn cứ hai là bị ném hết đồ đạc ra ngoài cút luôn lệ quân viên lạnh lùng nheo mắt nhìn phong lăng đang nằm dưới đất một lúc lâu sau phong lăng mới tìm lại được chút hơi sức để có thể nói ra lời nhưng giọng cô rất khàn và nhỏ dù cho cô rất muốn nói rõ ràng nhưng giọng nói vẫn không to lên được bao nhiêu cô bị cơn choáng váng trong đầu quấy nhiễu gần như muốn suy sụp nhưng trong hoàn cảnh như thế này cô nhất định phải giữ tỉnh táo tôi không có mục đích gì cả càng không có lý do gì hết cô nhắm mắt lại nắm chặt nắm đất trong tay mười ba tuổi Tôi vào căn cứ 11, đến tận bây giờ chưa từng gây ảnh hưởng đến tác phong của căn cứ, cũng không có ai biết tôi là nữ, càng chưa từng cản trở bất kỳ nhiệm vụ và cuộc sát hạch nào của mọi người. Tôi giống những người khác, không có gì khác nhau cả, chỉ không cùng giới tính mà thôi, dù là làm nhiệm vụ hay làm gì, tôi đều có thể xung phong đi đầu, tôi không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì hết. Cô đúng là không biết xấu hổ mà, căn cứ 11 không bao giờ nhận phụ nữ để trà trộn vào căn cứ mà cô lại ngụy trang mình thành đàn ông lâu như vậy từ nhỏ đến lớn tôi đều sống như thế này không hề cố gắng ngụy trang trước khi vào căn cứ tôi đã như thế này rồi phong lăng thấy mình đã không che giấu được nữa nên cứ ăn ngay nói thật đối với tôi đàn ông và phụ nữ không có gì khác nhau cả không khác nhau một đứa con gái như cô lăn lộn trong đám đàn ông cô nói không khác nhau sao hễ ai đó biết được cô là nữ cô cho rằng đám con trai bình thường ngay cả một người phụ nữ cũng không thể nhìn thấy trong căn cứ trong lòng họ sẽ không có ý nghĩ gì à tôi thấy bản thân cô đã là kẻ không biết xấu hổ đến một mức độ nhất định nào đó rồi nếu bọn tôi phát hiện chậm hơn chút nữa thì có lẽ căn phòng kia của cô có thể mở kỹ viện luôn đấy đám a ca nghe thấy câu nói này của ông cụ lệ thì đều nhíu mày nhất là a ca anh ta không nhịn được bước ra nói không phải ông lệ nếu ông hiểu rõ tính cách của phong lăng thì sẽ biết cô ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế bình thường cô ấy đều giữ khoảng cách với mọi người trong căn cứ cho dù là mấy người của đội bắn tỉa chúng tôi cũng không thường ở cùng nhau cô ấy đối xử với người khác rất lạnh nhạt hời hợt tuyệt đối không giống như ông nghĩ nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ấy đáng để chúng tôi học tập hơn nữa từ trước đến nay trong tất cả mọi chuyện cô ấy đều tuân theo quy định của căn cứ Tam bàn vội kéo A ca lại, nhỏ giọng nói, cậu đừng nói nữa, không thấy ông lệ đang tức giận à. Tất nhiên A ca biết, nhưng nói phong lăng như thế cũng quá đáng quá rồi. Ông cụ lệ nhìn thẳng vào mặt A ca trước, rồi lại nhìn về phía phong lăng đang nằm dưới đất một cách lạnh lùng, cả người nồng nặc mùi rượu như vậy, thời điểm huấn luyện không thể có mặt đúng giờ, rõ ràng là say cả đêm, thế mà cậu còn nói cô ta tuân thủ quy định của căn cứ. Còn nói nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ta đáng để học hỏi. A ca cứng họng. Hôm qua. Tối hôm qua, Phong Lăng có thể đã uống rượu, chuyện này cũng không hề kỳ lạ. Nhưng chuyện này căn bản không thể giải thích ở đây được. Nếu ông Lệ biết mối quan hệ giữa Phong Lăng và Lệ lão đại đã vượt khỏi giới hạn mập mờ từ lâu thì có lẽ sẽ làm căng hơn. Cả người nồng nặc mùi rượu. Phong Lăng đột nhiên rất muốn cười, cô ngước mắt lên nhìn sự lạnh lùng, giữ tận trong mắt ông cụ Lệ. Cô muốn tìm lại tôn nghiêm, muốn bò dậy nhưng nhận ra giờ phút này mình không làm được. Tất cả đồ cá nhân của cô đều bị ném ra xung quanh, bị tất cả mọi người đánh giá, thành đề tài bàn tán của người khác. Phong lăng nằm trên đất, muốn ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân thật sự phía sau căn cứ 11 này, dù cho lệ nam hành mới là trùng cuối của căn cứ 11, nhưng ông cụ nhà họ lệ là ông nội của anh, là bề trên của anh, thế nào thì cũng vẫn hơn anh. Cho nên, tôn nghiêm của cô đã bị dẫm đạp dưới chân như thế. Ngay sau đó, Phong Lăng thật sự đã bật cười, từ từ buông nắm bùng đã bị bản thân bóp nát trong tay ra, khẽ nói, thật xin lỗi khi đã để ông Lệ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như thế này của tôi. Mọi người đều nói chỉ cần làm sai một chuyện, tất cả những chuyện từng làm đều sẽ bị người khác chối bỏ, cho nên, tôi đã bị căn cứ 11 chối bỏ, phải không? Phải không? Cô còn dám hỏi tôi phải không? Cô có tư cách gì, có địa vị gì mà hỏi ngược lại tôi? Lệ quân viên lạnh lùng nói, chúng tôi chỉ dùng cách này để khẳng định cô là phụ nữ, chứ không cho người lột quần áo cô ra, như vậy đã là đủ lễ độ rồi, cô cho rằng bản thân còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ 11 sao. Phong Lăng nghe thấy câu nói này, chút hy vọng trong lòng tiêu tan trong nháy mắt. Cô từng nghĩ, nếu bí mật của mình không giấu được thì có lẽ cô sẽ tìm lúc thích hợp rời đi, hoặc là cô cũng có thể chết ở bên ngoài trong lần làm nhiệm vụ nào đó, như vậy thì sẽ không có ai biết được tất cả những chuyện này, bụi về với bụi, đất về với đất nhưng mà dường như, mọi chuyện đều không đi theo phương hướng cô muốn. Không ngờ cô lại phải cút khỏi căn cứ 11 bằng cách nhục nhã như thế này. Cô sắp bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đã sống mấy năm, nơi mà cô tự cho rằng đó là nhà. Cô cúi đầu tiếp tục cười, ngón tay lại bấm sâu vào trong đất lần nữa. Cho nên, hôm nay, mục đích ông Lệ đến đây là đuổi tôi đi sao? Cô khàn giọng hỏi. Mấy ông cụ họ Lệ khác thấy cô nằm trên đất, rõ ràng không còn sức lực nữa rồi nhưng vẫn ra vẻ ngông nghênh, đi thẳng tới rồi nói một cách lạnh lùng, chỉ là một con nhóc, rốt cuộc ai cho cô can đảm dám sống trong căn cứ 11 lâu như vậy. Những điều căn cứ dạy cho cô là để cô lấy thân phận một người phụ nữ mà nói mình lợi hại biết bao nhiêu ở đây sao. Tất cả những gì cô có bây giờ, có thứ gì không phải căn cứ cho cô. Chắc hẳn tiền mấy năm nay cô làm nhiệm vụ kiếm được cũng đủ cho một đứa mồ côi không cha không mẹ như cô có một cuộc sống tốt đẹp ở bên ngoài rồi. Chúng tôi không thu lại tất cả đồ của cô, mà chỉ bảo cô rời khỏi căn cứ, thế nào? Cô còn muốn cắn ngược lại chúng tôi nữa à? Đứa mồ côi không cha không mẹ, phong lăng cắn răng, cuối cùng gắn gượng bò dậy, ngồi dưới đất. Xung quanh không có bất kỳ ai tới đỡ cô, hầu hết mọi người là không muốn, số ít còn lại là không dám. Cô mất rất nhiều sức lực mới có thể lão đảo đứng lên, cơ thể đầy mùi rượu đứng loan trà loạn choạng khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng chân cô mềm nhũng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Phong Lăng cười, ngước mắt lên nhìn bọn họ, vậy ra các người đã điều tra tôi, điều tra rõ ràng triệt để rồi, sau đó, các người tới căn cứ ném đồ của tôi xuống đất, chỉ vì để tất cả mọi người đều thấy rõ, Phong Lăng tôi là phụ nữ. Các người đuổi tôi đi trong tình cảnh như thế này để từ nay về sau tôi không thể quay lại căn cứ 11 được nữa, phải không? Cô còn muốn quay lại. Mấy ông cụ kia lập tức liếc nhìn cô với vẻ lạnh lùng, ánh mắt đầy kinh thường. Phong Lăng cười lạnh, nếu đã bị đuổi ra ngoài một cách mất mặt và không chút tôn nghiêm như thế này, sao tôi có thể quay về được chứ? Biết thì tốt, căn cứ cũng không thể nào chấp nhận cô được nữa. Nói xong, mấy ông cụ họ lệ xoay người đi, mấy thành viên căn cứ hiểu chuyện chủ động tiến lên dìu họ đi vào văn phòng căn cứ ở phía sau, rõ ràng là sẽ không quan tâm đến chuyện của cô nữa. Vì mấy ông cụ đi rồi, những người xung quanh cũng không dám vây xem nữa, dần giải tán nhưng vẫn có người ở cách đó không xa sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô rồi soi mói bình phẩm, tiếp đến họ lại nhìn bộ ngực phẳng dưới lớp áo thun của cô, cảm thấy rất kỳ lạ, rồi lại bình luận về mấy tấm vải cuốn ngực trong vali kia. Họ rỉ tai nhau đủ loại đề tài, chỉ là không ai nhắc đến, tại sao phong lăng không thể ở lại? Tại sao phụ nữ không thể ở lại? Những người đó đi xa, đi tới sân huấn luyện chỉ có họ mới có tư cách bước vào, tiếp tục thực hiện huấn luyện mỗi ngày, phong lăng đứng trên mặt đất trống trải, sau lưng là cánh cổng căn cứ đã đóng lại một cách lạnh lùng, dưới chân là đồ đặc bị ném đầy đất, còn có hai vali khác. Phong lăng lặng kẻ nhìn mặt đất dưới chân mình, nhìn đồ dưới chân mình, sau đó, cô lão đảo ra phía sau, khó khăn mà chậm rãi cúi người xuống nhặt đồ dưới đất lên. Làm thế giờ bây giờ? Lâm Thành và Tam Bàng ngoảnh lại nhìn lôi bằng đang đứng phía sau, sau đó, ba người họ lại nhìn sang A Ca vẫn đang nhíu chặt mày. Mọi người ở đây gần như đã đi hết, chỉ còn lại mấy người bọn họ mấy người này bao gồm cả mấy người của đội một đều hiểu rõ phong lăng ông cụ lệ ở đây nếu họ ra mặt giúp phong lăng thì chính là không nể mặt ông ấy chẳng may có người nào nhiều chuyện đi mách lẻo thì ai trong bọn họ cũng đừng mong có được kết cục tốt đẹp nhưng thấy phong lăng thế này bọn họ thật sự không nhìn nổi tôi đâu biết phải làm thế nào bây giờ lệ lão đại còn chưa về chắc anh ấy không biết căn cứ đã xảy ra chuyện đâu lão đại biết thế quái nào được nghe đâu lần này lão đại về ít nhất một tuần nữa mới có thể quay lại với lại không hiểu sao gần đây rất khó liên lạc được với anh ấy điện thoại cũng tắt máy gọi điện cho lệ lão đại thử xem mấy anh có số của lão đại không tôi có a ca vừa nói vừa cầm lấy điện thoại nhưng chẳng bao lâu sau đã hạ máy xuống buồn bực nói tắt máy rồi mẹ kiếp mấy anh nói xem chuyện này rốt cuộc là sao phong lăng giờ lại là một cô gái bình thường cô ấy lợi hại như thế mà lại là con gái thế này đủ để hủy hoại tam quan và phá vỡ mọi nhận thức của tôi rồi nhưng con gái thì con gái cô ấy cũng chẳng làm sai chuyện gì sao đột nhiên lại bị đuổi đi như thế đã thế cả người phong lăng đều có mùi rượu nhìn mặt cắt không còn một giọt máu không phải cô ấy ốm rồi chứ giờ đuổi cô ấy khỏi căn cứ trong tình trạng thế này chẳng may cô ấy xảy ra chuyện gì ở ngoài sau này lão đại trở về hỏi chuyện từng thằng bọn mình kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu giờ lão đại ở trong căn cứ thì hay rồi nếu như anh ấy ở đây thì ai dám làm thế với phong lăng ha ha bây giờ lão đại đang ở cùng với vợ mới cưới rồi anh ấy còn quan tâm gì đến phong lăng nữa đừng nói linh tinh tôi luôn thấy lão đại có nỗi khổ tâm gì đó bình thường anh ấy đối xử với phong lăng thế nào cả bọn thấy rõ hết còn gì giờ phong lăng đáng thương quá tôi thật sự không nhìn nổi nữa làm sao mới liên lạc được với lão đại đây nếu liên lạc được với lão đại dễ thế mấy cậu nghĩ mấy ông cụ lệ còn đến đây nhân lúc này à rõ ràng là họ muốn đuổi thẳng cổ phong lăng ra khỏi căn cứ mấy lời họ nói đều đã tổn thương sâu sắc đến thể diện và tâm hồn của cô ấy cho dù sau này lệ lão đại có đi tìm phong lăng chắc cô ấy cũng sẽ không quay lại căn cứ nữa đâu điều mấy ông già đó muốn chính là cái này muốn cô ấy tự bỏ đi quá đáng chân phong lăng thật sự không chịu được nữa cô vốn định cúi người xuống nhưng cuối cùng vẫn quỳ sụp xuống đất đầu óc choáng váng sức ảnh hưởng của mấy thứ rượu tối hôm qua quá lớn bây giờ cơ thể cô lạnh buốt nhưng lúc sờ vào cánh tay mình dường như cô lại thấy nóng trang. có khi nào tối qua cô uống say gục ngoài ban công cả đêm nên đã bị nhiễm lạnh đến mức phát sốt rồi không phong lăng chậm chậm nhấc tay lên từ từ thu dọn từng món đồ dưới đất đặt băng vệ sinh và vải quấn ngực vào trong vali sau đó nhét chúng xuống dưới đống quần áo tiếp đó cô nhặt từng bộ quần áo và các đồ dùng cá nhân khác bỏ vào Cô không đứng lên được và cũng không còn sức để đứng dậy, nên cứ ngài người về phía trước, vươn cánh tay ra rồi nhặt đồ như vậy. Sau khi đã xếp đầy một vali, cô chống hai tay xuống mặt đất, cố gắng hít một hơi thật sâu. Lúc cô chuẩn bị nhặt mấy món đồ khác để xếp vào chiếc vali thứ hai, đột nhiên có một cánh tay vươn qua. Ánh mắt cô khựng lại, mảnh lại nhìn thì thấy A ca không biết đã đi đến từ lúc nào. "Tôi giúp cô." A ca sầm mặt xuống, không nhiều lời nhặt mấy món đồ bị ném đầy đất cách phong lăng hơi xa đưa cho cô phong lăng ngồi dưới đất quan sát gương mặt của a ca sau đó chầm chầm thu lại ánh nhìn hờ hững nói một câu cảm ơn nghe thấy giọng nói đến bây giờ vẫn đè nén không muốn biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc của cô a ca hơi cau mày lại lệ lão đại vẫn chưa biết những chuyện này cô có muốn đợi anh ấy về rồi phong lăng nhận lấy vật mà anh ta đưa cho không hề muốn nói gì tiếp dù anh ta nhắc đến lệ nam hành Cô quay đi tiếp tục xếp đồ vào trong vali. Thấy bây giờ Phong Lăng không muốn nhắc đến lệ lão đại, A-ca cũng rất hiểu chuyện mà không nói nhiều nữa, chỉ tiếp tục nhặt đồ giúp cô. Sau đó, ngày càng có thêm nhiều người ở bên cạnh Phong Lăng. A-ca, Tam, Lôi Bằng, Lâm Thành, bốn thành viên của đội bán tỉa đều đang nhặt đồ giúp cô. Một lúc sau, Tam Bàng vẫn luôn mang vẻ mặt đáng đo ở cách đó xa cũng chạy nhanh tới giúp, còn có Đại Hồ và nhiều người nữa. Có rất nhiều người từng quen biết rồi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với Phong Lăng sau khi rời đi chưa đầy 10 phút, không ai bảo ai mà cùng quay lại. Trông thấy bọn họ, Phong Lăng vẫn chẳng nói gì, đến tận khi A Ca dìu cô từ dưới đất dậy, đồng thời cau mày nhìn cô, sao cô lại nóng thế này? Tôi không sao, cảm ơn. Thân phận của Phong Lăng đã bị bại lộ, cô không muốn làm ảnh hưởng đến bọn họ, muốn rút tay mình khỏi tay của anh ta. Nhưng A Ca đã giữ chặt lấy cô, cô khách khí gì với tôi chứ? trong mắt tôi cô là con trai cũng được mà là con gái cũng chẳng sao đều là anh em cả không có gì khác biệt hết bây giờ cô đang thế này thì không được đi dù ông cụ lệ muốn đuổi cô đi thì cũng chưa nói bắt cô phải đi ngay bây giờ cô đang sốt đến phòng y tế tìm bác sĩ văn uống thuốc trước đi đã không cần đâu phong lăng mệt mỏi mà cúi đầu xuống tay không thể vùng ra khỏi anh ta sức lực bây giờ của cô quả thực không địch lại bọn họ chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người lâu như vậy vì câu xin lỗi này của phong lăng trong phút chốc vành mắt của mọi người xung quanh đều đỏ hoe dù họ đều là đàn ông nhưng lúc này đột nhiên lại bị bầu không khí này làm cho buồn rầu xin lỗi cái gì trong mắt bọn tôi cậu là trai hay gái đều như nhau cả người chúng tôi quen chỉ là phong lăng mà thôi đại hồ của đội một thở dài nhưng tôi không ngờ lão đại mới đi được mấy ngày lại xảy ra chuyện này nếu lão đại ở đây thì lệ lão đại có ở đây hay không cũng vậy thôi anh ấy bận rộn như vậy đừng làm phiền anh ấy phong lăng hờ hững nói một câu sau đó kéo vali đi tạm biệt thấy phong lăng định bỏ đi như vậy a ca và tam bàn đưa mắt nhìn nhau dùng sức kéo cánh tay của cô lại không được nếu bây giờ cô không muốn ở lại căn cứ chúng tôi sẽ đưa cô đi tìm một nhà trọ nhỏ gần đây để ở có chuyện gì cũng phải đợi lệ lão đại về rồi tính phong lăng không nói gì đi thẳng ra ngoài bọn họ vẫn chặn trước mặt cô đặc biệt là a ca phong lăng hãy đợi lệ lão đại về phong lăng đột nhiên bật cười ngước đôi mắt vẫn đang hẳn tơ máu lên nhìn anh ta anh ấy đã kết hôn rồi tôi đợi làm gì nữa trong thoáng chốc a ca và những người khác đều cứng họng phong lăng lạnh lùng cong môi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời cao phủ kín mây đen hờ hững nói tránh ra đi chỉ một câu anh ấy đã kết hôn rồi còn ai có thể cản cô lại nữa còn ai có lý do gì để cản bước cô nữa đừng nói là phong lăng không thể chấp nhận chuyện lệ nam hành đột nhiên âm thầm kết hôn những người khác cũng không ngờ tới vì thế mà chẳng ai có thể nói ra được những lời khiến cô ấy thông suốt lúc trước họ chỉ nghĩ đó là sự sến sẫm vượt qua giới hạn tình bạn giữa hai người đàn ông nhưng bây giờ phong lăng lại là một cô gái lệ lão đại không thể không biết thế nhưng anh ấy đã kết hôn rồi A ca nhìn dáng vẻ rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn cứ cố chấp sách vali hành lý đi của Phong Lăng, vội kéo vali của cô lại rồi nói, trong phòng cô còn nhiều đồ chưa dọn, cứ sách đồ đi thế này thì thảm hại quá, quay lại dọn thêm chút đồ cá nhân đi. Khóe miệng Phong Lăng khẽ cong lên, nhưng rõ ràng không phải là ý cười, thảm hại nhất thì cũng chỉ đến thế, tôi còn có thể thảm hại thế nào nữa. A ca nói không nên lời, dù biết không còn lý do nào hợp lý để khuyên nhủ cô nhưng anh ta vẫn cố gắng kéo vali hành lý của cô lại. Phong Lăng, đừng đi. Phong Lăng ngập ngừng, nhưng cô không quay đầu lại, bàn tay dùng sức nắm chặt cần kéo trên vali. Tôi bảo chờ lão đại quay về ý là quy định không cho phép nữ giới tự do bước chân vào trong căn cứ đều là quy định cũ rích từ xưa rồi, cũng nên thay đổi sớm thôi. Bất kể phương diện nào, chắc chắn cô đều phù hợp với tiêu chuẩn, trong quân đội cũng có binh lính nữ thì tại sao căn cứ 11 của chúng ta lại không? Chúng tôi tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt háo sắc để nhòm ngó cô chúng ta cùng lớn lên và cùng huấn luyện trong căn cứ thứ tình cảm này căn bản không phải là biết rõ giới tính rồi thì có thể biến mất dù có bất kỳ khó khăn gì thì chúng tôi cũng sẽ giúp cô nhưng nếu bây giờ cô cứ bỏ đi thế này chúng tôi đầu tiên phong lăng cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy bùn đất rất bẩn dưới chân mình trên quần cô cũng đều là bùn đất do ban nãy vừa bị ngã cả người trên dưới trông rất nhếch nhác trên cánh tay đau rác có vệt máu do bị trầy da từ trước đến giờ cô luôn không phù hợp với nơi này bao gồm cả lệ nam hành. Dù AK có dùng sức thế nào, nhưng anh ta vẫn cảm thấy Phong Lăng đang cố kéo vali, muốn bỏ đi. Phong Lăng thật sự muốn rời đi, hơn nữa hoàn toàn không có ý chần chừ hay thỏa hiệp. Phong Lăng, Phong Lăng, Phong. Cuối cùng AK vẫn phải buông tay trước sự kiên quyết của Phong Lăng. Phong Lăng đặt vali hành lý ở hai bên người, dù nhếch nhác nhưng cô vẫn đứng thẳng. Mấy người bên cạnh nhìn cô, thấy vẻ kiên quyết của cô, trong mắt họ đều ánh lên vẻ đau lòng và không nở nhưng ai nấy đều biết cách làm hôm nay của ông cụ lệ chính là muốn chặn hết mọi đường lui của cô đừng nói là mấy thành viên như bọn họ cho dù là những người quản lý hàng ngày như huấn luyện viên hàng kình và tiểu hứa bây giờ dù chỉ một câu họ cũng không thể nói được chuyện một cô gái như phong lăng ở trong căn cứ lâu như vậy đã khiến các ông cụ nhà họ lệ vô cùng tức giận nếu như lại có người đi thuyết phục mấy ông cụ đó chưa biết chừng rất người nhiều người khác cũng sẽ gặp tai họa theo Vả lại, bây giờ Lệ lão đại không có ở căn cứ, ở đây, mấy ông cụ đó chính là ông trời, không một ai có thể chống lại họ. Phong Lăng vẫn bỏ đi. Từ lúc Phong Lăng bước ra khỏi căn cứ 11, cô đã không còn là người của nơi đây nữa, người hay bất kỳ phương tiện giao thông nào ở đây cô cũng không có quyền sử dụng. Vì vậy cô không thể lái xe. Thứ duy nhất cô có thể mang đi chính là chiếc vali hơi rách nát của mình còn những món đồ để lại phòng chẳng qua cũng chỉ là ít đồ dùng trong nhà tắm và đồng phục chiến đấu mà thôi. Rời khỏi căn cứ 11 thì cô cũng không thể mặc đồng phục chiến đấu ở đây nữa nên có mang đi hay không cũng không quan trọng. Những món đồ khác chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng bị người ta đi và tiêu hủy. Từ nay trở đi, những thứ có liên quan đến cô Phong Lăng có lẽ sẽ khiến những người trong căn cứ cảm thấy khinh thường. Cô đã đi ra, đi vào cánh cổng của căn cứ 11 không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng có lần nào giống như bây giờ lúc đi đến trước cổng nhìn đường gờ giảm tốc phía dưới cửa chính cô nhấc chân bước qua sau đó đi thẳng ra bên ngoài mấy phút sau trước cửa chính của căn cứ bóng dáng của phong lăng đã càng lúc càng xa cô dừng bước nhưng không hề ngoảnh đầu lại chỉ đứng im tại chỗ vài giây sau đó lại tiếp tục bình thản bước về phía trước đám ak đứng phía trong cửa của căn cứ nhìn theo bóng dáng của cô mắt họ đỏ hoe nhưng không ai nói một lời sao lại thế này chứ sao lại biến thành thế này có ai có thể nghĩ cách liên lạc với lão đại không lão đại còn không về thì phong lăng sẽ đi thật đấy lão đại về thì còn có thể cứu vãn gì nữa không mấy ông cụ nhà họ lệ rõ ràng biết lão đại luôn bảo vệ phong lăng vì vậy mới cố tình tranh thủ lúc lão đại không ở đây chạy đến đuổi phong lăng đi hôm nay họ còn triệu tập nhiều người đến vây xem như vậy dù bây giờ lão đại có thể đưa Phong Lăng quay lại thì cô ấy cũng không thể dùng thân phận đàn ông để tiếp tục ở trong căn cứ được nữa, sao cô ấy có thể tiếp tục sống ở đây được? Cậu lý trí lên chút đi. Nhưng rốt cuộc Phong Lăng đã sai ở đâu? Cô ấy chẳng hề yếu đuối giống như con gái, các cậu nói xem, cô ấy có bao giờ ăn gian trong bất kỳ cuộc khảo sát huấn luyện nào không? Có lần nào cô ấy không phải là người giỏi nhất không? Giờ nói mấy chuyện này thì còn tác dụng chó gì nữa ở Los Angeles? rất ít khi tuyết lẫn trong mưa. Nhưng hôm nay tuyết đã rơi, nhiệt độ không đủ thấp nên đã tạo thành thời tiết mưa rét kèm tuyết. Căn cứ 11 không có quá nhiều xe cộ lui tới, cũng không có chiếc xe nào dám tùy tiện đi đến gần nơi này, bình thường ai muốn ra khỏi căn cứ đều phải lái xe của căn cứ đi, hoặc sẽ dùng phương tiện giao thông khác mà trong căn cứ điều ra. Còn bây giờ, Phong Lăng thừa nhận tối qua mình không nên uống rượu, chỉ cần không uống rượu thì cô sẽ không nằm ở bên ngoài lâu như vậy, cũng sẽ không biến mình thành bộ dạng như bây giờ dù cô đã bị phát hiện ra là con gái nhưng chí ít cũng sẽ không nhục nhã tới mức nằm bò ra đất để mặc cho người ta xem thường sỉ nhục nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn điều cô không nên làm nhất chính là dễ dàng để lệ nam hành cướp mất trái tim mình cô không nên giao cho anh ranh giới cuối cùng của mình điều sai lầm nhất của cô chính là đã thích lệ nam hành chỉ là thích thôi bởi cô không hiểu thế nào là yêu nhưng sự đau đớn trong đáy lòng lan tràn đến xương cốt tứ chi bắt đầu từ hôm qua là gì? Chỉ đơn giản là thích thôi sao? Nếu chỉ là thích thì tại sao cô có thể đau đến mức này? Thì ra cũng có một ngày, cô cũng có thể học được cách yêu. Thì ra chữ yêu này đúng là sẽ rất đau đớn như người ta vẫn thường nói. Đi khỏi căn cứ chưa đến một cây số, Phong Lăng đã thấy mệt lả như phải trải qua huấn luyện liên tục 15 tiếng đồng hồ. Kèm theo đó là một tia sét xẹt ngang phía chân trời. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phủ kín mây đen và những bông tuyết rơi xuống, hình như trong tuyết có lẫn giọt mưa. Tuyết rơi càng nhiều thì mưa cũng ngày một lớn, Phong Lăng dùng sức đẩy chiếc vali lên phía trước, sau đó cô bước đi trên con đường ngoại ô dài đằng đẵng không một bóng người, để mặc cho mưa tuyết rơi lên mặt, dường như đã không hề có cảm giác. Mùa này mà lại có sấm, đúng là hiếm thấy thật. Một cơn gió lạnh thổi qua trong mưa tuyết, Phong Lăng không hề nhận ra bản thân đang run rẩy đôi chân vốn đã không còn sức lực của phong lăng đã sắp mất đi cảm giác nhưng trận mưa có lẫn tuyết này ngày một lớn hơn sấm chớp rền vang hệt như mùa hè dù trời rõ ràng đã vào đông chỉ có tuyết thôi còn đỡ nhưng giờ lại có thêm cả mưa nên quần áo của phong lăng ướt sũng tuyết lạnh buốt thấm vào trong thể lực của phong lăng không thể gắn gượng được nữa nhìn mây đen trên trời cô ngẩng mặt lên mặc cho mưa tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt mình gương mặt vốn tái nhợt giờ lại càng thêm xanh xao hơn Phong Lăng đã đi lâu như vậy nhưng nơi đây hoàn toàn không có một chiếc xe nào đi qua, dường như con đường này có thể đi đến điểm cuối của sinh mạng. Nhưng chết thì có gì đáng sợ? Phong Lăng chẳng có gì bận lòng. Bước chân của Phong Lăng dần trở nên loạn choạng, cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Đến khi đôi chân cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác, đúng lúc phía trước con đường ngoại ô có một chỗ xuống dốc. Hai chiếc vali trong tay cô chợt lăn xuống dưới, Phong Lăng hơi hoảng hốt định cúi người xuống kéo chúng lại nhưng kết quả lại ngã nhào xuống mặt đất lạnh băng, lăn vài vòng xuống dưới, cuối cùng cô ngã bên đường, nằm yên bất động. Căn cứ 11 Đám AK đứng rất lâu trước cánh cổng, trông thấy sự biến chuyển của thời tiết, họ càng lo lắng cho tình trạng của phong lăng hơn. Họ vốn định lái xe đưa cô ra ngoài, chí ít cũng đưa cô đến một nơi an toàn, nhưng lúc họ định lái xe đi, cánh cổng lớn đã bị mấy người khác đóng lại. Ông cụ lệ đã có lệnh, hôm nay, ngoài một mình phong lăng được rời khỏi căn cứ ra những thành viên còn lại không một ai được phép ra ngoài bằng không tự gánh hậu quả a ca nắm chặt vô lăng hận không thể lái xe đâm mấy người đứng trước cổng nhưng nguồn gốc của vấn đề là ở ông cụ lệ nếu không có lời nói của ông ấy sẽ không ai có gan dám ở đây chặn đường quá quắt tam bà ngồi ở hàng ghế sau đôi mắt đã đỏ lên thời tiết thế này bảo một mình phong lăng phải đi thế nào mấy người ngồi trên xe đều lặng im không lên tiếng vài phút sau bọn họ quyết định xuống xe đội mưa tuyết rồi bước nhanh xông về phía trước cửa trụ sở căn cứ thấy cánh cửa đã đóng chặt họ đồng loạt đứng thành một hàng mắt nhìn về phía trước cửa đứng yên bất động trong trụ sở của căn cứ mấy ông lão đang xem video giám sát đội bắn tỉa trên sân huấn luyện mấy ngày gần đây quan sát trạng thái lúc phong lăng ở cùng với các thành viên khác chưa xem được bao nhiêu lâu đột nhiên có người bước vào nói thưa ông lệ bốn thành viên của đội bắn tỉa còn có thành viên của đội một và những người thường ngày có quan hệ khá tốt với phong lăng ở trong căn cứ đang đội mưa đứng ở bên ngoài không biết họ đang muốn làm gì mấy ông cụ lập tức liếc nhìn ra ngoài phía cửa sổ quả nhiên trông thấy đám thành viên chính trực đó đang đứng bên ngoài xếp thành một hàng nghiêm chỉnh đứng im không nhúc nhích dưới cơn mưa buốt lạnh ánh mắt của lệ quân viên lạnh lùng muốn làm gì đây mười mấy con người đứng bên ngoài là đang uy hiếp chúng ta hay sao một cô gái phá hoại quy chuẩn của căn cứ có thể có mê lực lớn đến vậy a phong được nhà họ lệ cử đến căn cứ đã lâu là cấp quản lý trong trụ sở của căn cứ nghe thấy câu nói này liền đi đến trước cửa sổ rồi liếc nhìn sau đó lặng lẽ ngoảnh đầu lại nhìn về phía mấy ông lão vẫn đang tức giận vì chuyện này thật ra a phong nói nếu như bỏ qua vấn đề giới tính của phong lăng cô ấy thật sự là một thành viên vô cùng xuất sắc của căn cứ tác phong hàng ngày quả thật cũng không giống như những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay tửu lượng của cô ấy không tốt vì vậy rất ít khi uống rượu dù thi thoảng có tụ tập với đám bạn bè trong căn cứ cùng lắm cô ấy cũng không uống quá hai ly tính tự giác rất tốt chỉ đáng tiếc lại là một cô gái sau khi nói xong mấy câu này đột nhiên a phong nhìn thấy vẻ mặt không vui của ông cụ lệ trong phút chốc anh ta đã sửa lại nửa câu sau sau đó thở dài một hơi chuyện này cũng không có cách nào khác dù gì cô ấy cũng đã vi phạm quy tắc căn bản nhất trong căn cứ đặc biệt là giữa cô ấy và lệ lão đại còn ông cụ lệ chợt chống mạnh cây gậy ba tông xuống đất nhìn về phía a phong với đôi mắt lạnh lùng vậy mới nói các cậu đã sớm nhìn ra là nam hành có quan hệ không trong sáng với cô gái này ở trong căn cứ sao cậu không sớm báo chuyện này cho tôi biết nếu không nhờ minh châu phát hiện ra điểm bất thường chắc chúng ta vẫn chẳng hề hay biết gì nếu không phải nhân lúc nam hành đang trông coi từ đường không thể ra ngoài thì chắc đến chúng ta cũng không thể đuổi cô gái tên là phong lăng này đi được a à, phong ngập ngừng lúc trước chúng tôi thật sự không biết phong lăng là con gái chỉ tưởng cô ấy là một cậu thiếu niên trông khá xinh xẻo thôi hơn nữa trước giờ các mục sát hạch của cô ấy đều rất xuất sắc thân thủ lại nhanh nhẹn rất nhiều cậu trai chính hiệu còn đánh không lại cô ấy điều này càng khiến người ta không thể nghi ngờ vả lại ở trong đội bắn tỉa cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với lệ lão đại. Ban đầu đúng là mọi người không hề nghĩ ngợi gì, chỉ có điều về sau mới lờ mờ thấy quả thực lệ lão đại vô cùng quan tâm cô ấy, kết hợp với hôm nay đã biết được chân tướng, nên tôi mới nói như vậy, nhưng lúc trước tôi thật sự không phát hiện ra. Được rồi, đừng cãi chày cãi cối nữa, người thì cũng đã đi rồi, các cậu cũng chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm đi thôi. Lệ quân viên lại ngoảnh sang nhìn về phía mấy người ở bên ngoài, lạnh giọng nói, chúng muốn đứng thì cứ để mặc chúng đứng ngoài đó, trong căn cứ nào có ai chưa từng trải qua huấn luyện trong mưa trong tuyết, đứng mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng sao, muốn dùng cách này để uy hiếp chúng ta hay là để ra oai. Mười mấy người bọn họ tưởng đứng đó đội mưa đội tuyết mấy tiếng đồng hồ là có thể thay đổi được quy tắc điều lệ và nếp sống trong căn cứ sao. Đúng là suy nghĩ viễn vông. A Phong trầm ngâm một lát, không nhiều lời, chỉ ngoảnh lại nói với người ở cửa, khuyên họ đi về đi, có đứng bao lâu cũng vô dụng thôi, tội gì phải đứng ở đây để mấy ông cụ lệ tiếp tục tức giận vì phong lăng làm vậy chẳng tốt cho bên nào cả mau ra bảo họ về trước đi anh phong vừa nãy chúng em đã đi nói rồi nhưng bọn họ không chịu đi yêu cầu của họ cũng không quá đáng chỉ hy vọng bây giờ có thể được phép lái xe ra ngoài một chuyến nếu em đoán không nhầm chắc họ chỉ muốn tiễn phong lăng đi thôi bây giờ thời tiết đang thế này anh nhớ lại tình trạng ban nãy của phong lăng đi cô ấy có thể đi được xa không cứ như vậy chắc sẽ chết người đấy a phong cao mày ngoảnh lại đang định lên tiếng kết quả lệ quân viên đã bước đến gần đứng bên cạnh nên đã nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ ông thản nhiên nói lái xe trong căn cứ đi tiễn một đứa con gái đã lừa gạt cả căn cứ bốn năm năm trời để tôi xem ai dám đi ông lệ ông cụ lệ lập tức liếc nhìn người đang định lên tiếng một cách thờ ơ đối phương im miệng ngay tức khắc không dám nói thêm dù chỉ một chữ a phong thở dài anh ta sống ở nhà họ lệ đã lâu nên hiểu rất rõ sự ngoan cố trong quan niệm của mấy ông cụ lệ này khó thuyết phục đến mức nào cũng biết rằng điều các ông ấy để ý bây giờ không hoàn toàn vì phong lăng là con gái mà là vì lúc phong minh châu đi tố cáo với họ phong lăng có vấn đề các ông ấy đã điều tra ra phong lăng từng sống rất lâu trong căn hộ của lệ nam hành đặc biệt là thường xuyên cùng ra vào buổi tối trông có vẻ vô cùng mờ ám đây mới thật sự là lý do bọn họ muốn ép buộc phong lăng rời khỏi căn cứ nhưng chỉ đáng tiếc cho một hạt giống tốt như Phong Lăng, rõ ràng cô ấy là thành viên xuất sắc nhất trong đội bắn tỉa. Từ đường nhà họ lệ Trong từ đường yên tĩnh vắng lặng, cũng đã rất lâu lệ Nam Hành không trải nghiệm loại cảm giác yên ổn đến mức nhàn nhã không có gì để làm này. Anh đã đồng ý với nhà họ Phong, sau khi cưới di vật của con gái thứ hai nhà họ về nhà thì sẽ đưa cô ấy vào từ đường của nhà họ lệ, để cô ấy trở thành cháu dâu của nhà mình. Ba ngày sau khi kết hôn, anh sẽ ở từ đường cùng với cô bé một tuổi đã bỏ mạng dưới biển này. Lúc trước, anh chưa từng tìm hiểu quá nhiều về đứa con gái thứ hai đã mất sớm của nhà họ Phong, đến một ngày trước khi kết hôn, anh mới biết tất cả mọi chuyện qua lời kể của bà cụ Phong. Cô bé vô tội mới một tuổi đã vùi thân dưới biển, đúng là một đứa bé đáng thương. Anh cũng có thể tưởng tượng lúc cô hai nhà họ Phong một tuổi đã được mọi người yêu quý nhiều thế nào, đến mức có thể khiến cả nhà họ Phong 17 năm qua rồi vẫn không quên cô, cũng không chịu quên cô lệ nam hành ngồi trên tấm đệm cỏ trong từ đường nhìn hai bộ đồ trẻ con mà nhà họ phong đưa tới hồng hồng nho nhỏ dù được giữ gìn rất cẩn thận nhưng do thời gian trôi qua đã lâu nên màu sắc cũng đã hơi ố vàng trước khi lấy di vật của cô hai nhà họ phong trên hình thức tượng trưng này anh chưa từng suy nghĩ đến tình cảnh của người khác dù là trẻ con người lớn phụ nữ hay một cô bé nào đó tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh có lẽ chỉ là đột nhiên trách nhiệm giữa hai bên đổ lên đầu anh vậy mà anh đã động lòng trắc ẩn một cách khó hiểu với một cô bé đã mất khi một tuổi chỉ vì đứa trẻ một tuổi này mà hiếm lắm mới thấy lệ nam hành có thể tĩnh tâm được anh còn đồng ý ăn chay ba ngày trong từ đường yên tĩnh mà từ nhỏ đã chẳng buồn bước vào anh cũng không đụng đến điện thoại hay bất cứ thiết bị điện tử nào mà chỉ ở bên cạnh cô bé không có duyên phận với thế giới này lệ nam hành đứng dậy đứng cạnh hai bộ quần áo trẻ con đó cần khay hoa quả lên lặng lẽ gọt táo sau đó cắt thành từng miếng rất nhỏ mà trẻ con có thể bỏ vừa miệng cuối cùng đặt vào trong khay tiếp sau đó anh nhìn chăm chú vào mấy miếng hoa quả trong khay bỗng cười khổ trẻ nhỏ một tuổi có ăn được táo hay không anh cũng không biết chắc là ăn được mà cũng có thể là không hoặc phải nghiền thành sinh tố hoa quả rốt cuộc trẻ nhỏ có thể ăn được thứ gì lúc lệ nam hành đang đứng đó suy nghĩ xem có nên đặt hai bình sữa vào đây hay không thì bên ngoài có người đi vào là lệ cẩm sắc cháu gái của ông ba nhà họ lệ anh trước khi bước vào lệ cẩm sắc nhìn nó ra bên ngoài sau đó mới bước vào bên trong từ đường lệ nam hành đứng nguyên tại chỗ ngoảnh lại nhìn cô một cách hờ hững có chuyện gì à lệ cẩm sắc bước vào vén vạt áo sơ mi dáng dài kiểu nữ lên sau đó lấy một chiếc điện thoại màu đen từ túi sau của quần bò ra đưa cho anh thấy cô mang điện thoại của mình vào lệ nam hành nhíu hàng lông mày nghiêm nghị lại sau đó đột nhiên bật cười, không uống công anh yêu thương em, còn biết giúp anh lấy trộm điện thoại đến nữa đấy. Sau khi đưa chiếc điện thoại cho Lệ Nam Hành, Lệ Cẩm Sắc lùi lại ngay một bước, tránh cho camera giám sát trong từ đường quay được quá nhiều nội dung, thu hút sự chú ý của mấy ông cụ Lệ. Cô chỉ làm ra vẻ như tùy ý bước vào đây đi một vòng, sau đó nói với vẻ không đồng tình, từ đường này cũng đã được bao nhiêu năm rồi, dù ở một nơi như los angeles có không ít hoa kiều nhưng có thể lập một từ đường trong nhà thì chắc chỉ có nhà họ lệ chúng ta thôi mấy ông cụ nhà mình quả đúng là mấy ông lão cứng đầu thời nào rồi mà còn làm từ đường nữa một người ngoan cố đã đành đây cả bốn người đều ngoan cố mấy ông cụ đúng là anh em ruột thịt trái lại lệ nam hành không để ý lắm vừa ấn nút nguồn vừa hờ hững nói tiếp nối những thứ của người đi trước cũng không có gì là sai đám trẻ tuổi chúng ta không thấy hứng thú Tuy bốn ông cụ đều đã có tuổi nhưng cũng vẫn có thứ mà bản thân kiên trì. Hiếm khi thấy anh hiểu các ông thế này. Lệ cẩm sắc đảo mắt nhìn lệ nam hành, chuyện kết hôn này của anh cũng thật là kỳ quái, lúc trước rốt cuộc anh nghĩ gì thế hả, bỏ qua một người còn sống lại xinh đẹp như phong minh châu không chịu cưới, lại nhất định cưới di vật về cho bằng được, đã thế còn là một đứa bé một tuổi đã mất nữa chứ. Không lẽ anh muốn sau khi 100 tuổi sẽ mang các món đồ chơi xuống làm quà gặp mặt cho con bé à? Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại mãi vẫn đen xì, trước khi mang điện thoại tới cho anh, em không nghĩ đến chuyện giúp anh sạc điện thoại trước hay mang cái sạc theo à. Á, à, em quên mất. Thấy chiếc điện thoại ở trong tay anh mãi không khởi động được, lúc này lệ cẩm sắc cũng ngạc nhiên mà đi tới, cầm lên quan sát xong nói, nhưng chuyện này cũng không trách em được. Nếu không phải tại vừa rồi điện thoại của anh không ngừng rung trong ngăn kéo thì em cũng không nghe thấy, cũng sẽ không lấy ra. Em thấy có mấy cuộc gọi ấy, hình như đều là của người ở căn cứ 11 gọi đến, em thấy rất nhiều số, đều có mấy số đầu mà thành viên trong căn cứ chuyên dùng. Em nói cho anh hay, anh nên biết điều đi, sáng nay bốn ông đột nhiên đi ra ngoài, bằng không em không có cơ hội lấy trộm điện thoại cho anh đâu. Lệ Nam hành liếc nhìn cô, bốn ông cụ đều đi ra ngoài rồi. Vâng, em cũng không biết gần đây mấy ông bị làm sao. Mấy ngày trước hôn lễ của anh cô con gái lớn nhà họ phong chính là phong minh châu đã đến nhà mình mấy lần nhưng rốt cuộc chị ta đã nói gì với các ông thì em cũng không rõ nhưng em thấy tâm trạng của các ông dạo này không ổn lắm đặc biệt là ánh mắt lúc nhìn anh anh có để ý không hình như các ông đang có chuyện gì đó không hài lòng vì vậy em biết anh chắc chắn sẽ bị các ông nghĩ cách nhốt lại quả nhiên em đoán không sai đã phải cưới di vật của người ta về đã đành lại còn bắt anh trông coi ở đây ba ngày còn không được sử dụng điện thoại thế này đúng là vô lý mà. Lệ Nam Hành. Ừm, coi như em thông minh. Lát nữa, em sẽ mang sạc điện thoại tới cho anh, hôm nay em cũng mới từ công ty nhà mình về đấy chứ. Nhắc đến công ty của nhà họ Lệ, bây giờ coi như em đã biết tại sao anh chẳng buồn tiếp nhận rồi, đúng là nhiều việc đến mức chẳng có chút thời gian tự do nào. Nếu mà là em, em cũng thà sống một cuộc sống kích thích trong căn cứ 11 còn hơn tiếp xúc với đám mặt người dạ thú trong thương trường. Lệ Nam Hành khẽ cười, tùy ý xoay chiếc điện thoại trong tay, đừng nói linh tinh nữa, đi lấy cái sạc điện thoại đi. Bây giờ em đi lấy thì anh sẽ cho em thứ gì? Anh sẽ ra mặt bảo em gái Lệ Lâm của em đến công ty giúp em quản lý tạm một thời gian, để em và cậu bạn trai mới quen đến các nơi trên thế giới nghỉ dưỡng một tháng. Em biết đấy, chỉ có anh mới nói được Lệ Lâm thôi, người khác thì con bé không nể mặt đâu. Lệ cẩm sắc nhướng mày, ok. 10 phút sau. Lệ cẩm sắc lại vội vàng chạy vào trong từ đường nhà họ lệ, đưa chiếc sạc điện thoại cho lệ nam hành. Lệ nam hành lại liếc nhìn hai bộ đồ trẻ em và khay hoa quả bên cạnh, sau đó đi sang một bên khác sạc điện thoại, cuối cùng điện thoại cũng lên nguồn. Một phút sau khi chiếc điện thoại được mở lên, hàng loạt tin nhắn hiện lên, lệ nam hành còn chưa kịp nhìn rõ xem những tin nhắn này là do ai gửi tới, ánh mắt anh đã nhìn chăm chú vào một dòng tin, lão đại. Mau nghe điện thoại đi. Phong lăng xảy ra chuyện rồi ánh mắt lệ nam hành dừng lại trên mấy con chữ tất cả những tin tức nhanh chóng xẹt qua sau đó đều không thể lọt vào mắt anh nữa lệ nam hành trượt mở màn hình định gọi cho căn cứ nhưng anh còn chưa nhấn nút gọi đi thì a ca đã gọi đến trước a ca cũng không ngờ mình gọi điện thoại liên tục như vậy lão đại đột nhiên lại mở máy thật giây phút cuộc gọi được kết nối một người đàn ông trưởng thành lại nôn nóng đến mức như sắp khóc đến nơi lão đại bao giờ anh mới có thể quay về anh mau về tìm phong lăng đi cô ấy bị bốn ông cụ lệ đuổi khỏi căn cứ rồi đuổi khỏi căn cứ là sao ánh mắt của lệ nam hành như đóng băng trong chốc lát một vài dự cảm không lành nào đó bỗng dâng lên trong lòng anh không biết là ai đã đi tố cáo với mấy ông cụ lệ về chuyện giới tính của phong lăng có vấn đề hôm nay đột nhiên các ông ấy đến căn cứ sai người mang hết đồ của phong lăng ra ngoài ném đầy đất những thứ mà cô ấy dùng để che giấu bản thân còn có mấy đồ dùng chỉ có con gái mới dùng đều bị mọi người nhìn thấy hết, ta ca vội vàng gào lên, còn nữa, Phong Lăng biết chuyện lão đại đã kết hôn rồi, có vẻ như tối qua cô ấy đã uống khá nhiều rượu, nhưng không biết tại sao lại bị sốt. Lúc em chạm vào tay Phong Lăng, nhiệt độ cơ thể của Phong Lăng nóng lắm. Lão đại cũng biết tính cách của Phong Lăng rồi đấy, cô ấy muốn đi thì mấy đứa bọn em cũng không cản được. Bây giờ bên ngoài đang có mưa tuyết, rất lạnh, cô ấy một mình kéo hành lý bỏ đi như thế, căn bản không đi được bao xa đâu. Hiện tại, cổng lớn của căn cứ đã bị quản lý chặt chẽ, bọn em không ra ngoài được. Không biết bây giờ phong lăng thế nào rồi nữa, nhưng trước đó bọn em cảm thấy trạng thái của cô ấy không ổn lắm. Lệ Nam Hành chợt đảo mắt nhìn sang lệ cẩm sắc đang đứng ở bên cạnh, vừa rồi cô ấy nói, sáng nay mấy ông lão đột nhiên ra ngoài cùng nhau. Mấy ông cụ vô duyên vô cớ bắt anh đồng ý trông coi từ đường ba ngày nhưng thì ra là đang tính toán chuyện này. Lệ Nam Hành bỏ điện thoại xuống, không nói không rằng lập tức quay người đi ra ngoài. Này, anh định đi đâu đấy? Lệ Cẩm Sắc nhìn anh với vẻ kinh ngạc, không phải mọi người đã nói anh phải trông coi ở đây ba ngày sao? Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, các ông sẽ... Nhưng người đàn ông lại làm như không hề nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại đã bước nhanh ra ngoài. Lệ Cẩm Sắc cảm thấy khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có cảm giác sắc mặt của Lệ Nam Hành giống như muốn giết người. Sau khi bước nhanh ra ngoài theo lệ nam hành, lệ cẩm sắc thấy anh đã đi đến bãi đổ xe trước nhà họ lệ, mở cửa xe bước lên. Chiếc hôn mơ màu đen đó lập tức vang lên tiếng khởi động đáng sợ, phóng thẳng đi, làm bụi tung mù mịt. Biệt thự nhạc tình, Los Angeles. Cô gái tóc ngắn nằm trên giường đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ, chỗ được tiêm trên mu bàn tay bầm tiếng một mảng nhưng cô vẫn ngủ say chưa chịu tỉnh lại. Đến khi bầu trời dần tối, phong lăng mới tìm lại được chút ý thức, chậm chậm mở mắt ra, nhưng đập vào mắt cô lại là ngọn đèn trần và một căn phòng xa lạ, và một người phụ nữ tóc dài đang đứng cạnh giường. Vì đau đầu và cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cô nhíu mày một cách mơ hồ, ngoảnh sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh giường, khản giọng nói, cô Văn. Văn nhạc tình đứng cạnh giường nhìn phong lăng, thấy cô tỉnh lại thì khẽ cong môi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa. Phong lăng nhìn cô ấy một lúc, sau đó lại nhìn xung quanh, cuối cùng mới chậm chậm giơ tay lên, rồi dừng mắt lại trên mu bàn tay lúc trước vừa được tiêm, sau đó mới khẽ hỏi, bây giờ tôi đang ở đâu? Sao cô lại? Khó khăn lắm tôi mới xin nghỉ phép được ở bệnh viện, vốn định đến căn cứ 11 tìm anh tôi, nào ngờ trên đường lái xe tới đã nhìn thấy cậu nằm trên đất. Văn nhạc tình vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay phong lăng, đặt vào tay mình rồi sờ sờ, vẫn còn rất nóng, sao cậu lại biến mình thành ra thế này? Lúc tôi lôi cậu, lên xe, cơ thể cậu đã nóng đến mức có thể luộc chính cả một quả trứng đấy trên người còn có mùi rượu nồng nặc, cánh tay và chân còn có vết thương ngoài da. Sao vậy, cậu ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó à, lại còn ngất ngay giữa đường nữa chứ? Nghe thấy mấy chữ căn cứ 11, ánh mắt rối bời của Phong Lăng bỗng bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt, đang định rút tay ra khỏi tay Văn Nhạc Tình, nhưng Văn Nhạc Tình đã giữ tay cô lại nói, tôi biết bây giờ cậu rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Đây là chỗ ở của tôi, hồi còn nhỏ tôi thường xuyên ở lại nơi này ngoài hai người giúp việc ra sẽ không có ai khác đến đâu cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi phong lăng không muốn làm phiền người khác nhưng với bộ dạng bây giờ của cô dù có muốn làm ra vẻ thì chắc cũng không thể nên chỉ có thể nói cảm ơn cô cô văn văn nhạc tình cao mày nhìn dáng vẻ như thể dù cô có nói thì cũng không thể khiến phong lăng phấn chấn tỉnh thần lên phong lăng cậu vẫn không chịu nói thật với tôi à nói thật cái gì Lúc tôi đưa cậu về đây, quần áo của cậu đều đã ướt sũng không thể mặc được nữa. Tôi vốn chỉ định thay đồ cho cậu thôi. Kết quả, lúc nói đến đây, Văn Nhạc tình dùng ánh mắt chỉ về phía cửa phòng tắm. Phong Lăng ngoảnh sang nhìn thì thấy có bộ đồ đã bị bẩn của mình và mảnh vải cuốn ngực đang được xếp đóng trên giá để đồ ở đó. Hôm nay, căn cứ 11 cũng đã truyền tin tức cô là con gái ra ngoài, cô đã rời khỏi căn cứ, nên quả thật cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Phong Lăng hờ hững đáp một câu, đúng, tôi là con gái. Thấy Phong Lăng bỗng nhiên thẳng thắn như vậy, Văn Nhạc Tình lại kinh ngạc nhìn cô, cô mới bao tuổi chứ, bé tí tuổi đầu đã đóng giả con trai sống trong căn cứ 11, hơn nữa trong căn cứ lại nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc cô đã làm thế nào được vậy? Tôi nghe bọn họ nói, ở trong căn cứ cô còn là thuộc cấp các thành viên xuất sắc một cách đặc biệt, nhưng cô là con gái đó, quả là khiến người ta bái phục. Phong Lăng không ngờ chuyện hôm nay vừa bị mấy ông cụ nhà họ lệ sĩ nhục, qua miệng của văn nhạc tình lại trở thành những chữ khiến người ta bái phục. Cô chậm chậm ngước mắt lên nhìn về phía văn nhạc tình, một cô gái xinh đẹp trắng trẻo với mái tóc đài, khi cười nhìn rất lương thiện. Phong Lăng lại nhớ hình như văn nhạc tình đến căn cứ 11 đều là vì bác sĩ văn, cô không quá hiểu về chuyện tình cảm nam nữ, hay là tình cảm anh em gì đó, dù cô không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng cô biết nếu như mình là đàn ông, chắc chắn cô cũng sẽ thích một người con gái như văn nhạc tình chứ không phải kiểu người giống như cô không có cá tính không có gia thế không có cảm giác tồn tại cũng không có vẻ nữ tính vì cuộc sống thôi xin lỗi vì đã lừa gạt tất cả mọi người phong lăng khẽ nói nhưng văn nhạc tình lại bật cười vì cuộc sống thì tôi tin nhưng xin lỗi thì không cần thiết đâu cô tưởng lúc tôi ở trong căn cứ không phát hiện ra chút mập mờ giữa cô và lệ nam hành sao dù Lệ Nam Hành không hề nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra giữa hai người không hề đơn giản như vậy. Phong Lăng không trả lời Văn Nhạc Tình, mà chỉ nhìn mu bàn tay của mình. Văn Nhạc Tình cũng không nhìn ra Phong Lăng chỉ là không muốn nhắc đến chuyện của Lệ Nam Hành mà thôi, cô khẽ vỗ lên mu bàn tay của Phong Lăng, vì lúc trước cô sốt cao quá, tôi sợ đút thuốc cho cô thì không kịp nên đã tiêm luôn. Thật ra ở Mỹ, nếu không bị bệnh quá nghiêm trọng thì sẽ không phải sử dụng đến phương pháp tiêm truyền có thể thấy được lúc trước cô sốt cao đến mức nào rồi đấy. Dứt lời, Văn Nhạc Tình lại nói, vừa nãy tôi đo nhiệt độ cho cô, thấy vẫn còn sốt nhẹ nhưng chí ít sẽ không bị sốt đến mức mê man. Cô cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, nếu có chuyện gì muốn nói với phía căn cứ 11, tôi sẽ chuyển lời giúp cô là được. Chẳng có gì phải nói nữa, tôi đã không còn là người của căn cứ nữa rồi." Phong Lăng nhỏ giọng nói. Ban đầu Văn Nhạc Tình không hiểu ý trong câu nói này của Phong Lăng sau đó nhớ tới hành lý của Phong Lăng, cùng dáng vẻ chật vật ngã bên đường của cô, thì kinh ngạc nhìn Phong Lăng, cô. Căn cứ 11 không nhận nữ giới, bí mật của tôi đã bị phát hiện rồi. Phong Lăng trả lời một cách đơn giản, vắng tắt. Phát hiện rồi thì làm sao? Là con trai hay con gái thì có gì khác biệt? Người có thể xông pha chiến đấu lúc xảy ra chuyện thì chính là thành viên xuất sắc của căn cứ. Rất nhiều người đàn ông còn thua cô, bọn họ dựa vào đâu chứ? Văn Nhạc Tình lập tức tỏ ra không vui, lát nữa, tôi sẽ gọi cho anh trai hỏi thử xem sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù có người muốn đuổi cô đi nhưng Lệ Nam Hành có đồng ý cho cô đi không? Phong Lăng nhắm mắt lại, không trả lời. Thấy cô không nói gì, Văn Nhạc Tình lại nhìn sắc mặt rất kém của Phong Lăng, không hỏi nhiều nữa, cô ấy kéo chiếc chăn trên người Phong Lăng lên, được rồi, chuyện gì thì cũng đợi cô khỏe lại rồi tính. Hôm nay có mưa tuyết rất lớn nên thời tiết lại lạnh thêm, các đường về căn cứ 11 cũng vắng vẻ, mặt đường cũng sắp đóng băng rồi. Dù bây giờ tôi đưa cô về thì cũng không lái xe đi được, mặt đường đóng băng rất nguy hiểm. Vậy nên cô cứ ngủ một giấc trước đi, tôi đã nói rồi, ở đây không có người ngoài, cô không cần cảm thấy áp lực gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Phong Lăng nhắm mắt, khẽ gật đầu, vâng. Văn Nhạc Tình đang ngồi bên cạnh giường liền đứng dậy, đi đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh phong lăng mở mắt ra nhìn căn phòng thể hiện rõ phong cách tao nhã của một người con gái một mình cô cứ yên lặng mà nhìn ngắm ngọn đèn trần thủy tỉnh xinh đẹp cuối cùng từ từ nhắm mắt lại bục một tiếng cánh cửa của trụ sở trong căn cứ đột nhiên bị người ta đạp mở bung ra nghe thấy tiếng động a phong đột nhiên đi từ phía sau ra vừa ra ngoài anh ta đã nhìn thấy lệ nam hành vốn nên ở từ đường của nhà họ lệ đang bước vào với sắc mặt lạnh lùng khó chịu Nam Hành. Nhìn thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành, A à, Phong đã biết chắc anh đã biết chuyện gì đó, bình tĩnh. Phong Lăng đâu? Lệ Nam Hành phóng xe một mạch vào đây, đạp cửa xe đi thẳng vào trụ sở của căn cứ, tìm kiếm xung quanh một vòng, không thấy mấy ông cụ đâu, sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn, lúc tôi không ở đây, các người đã đuổi người ta đi. Chuyện không như anh nghĩ đâu, không biết mấy ông cụ nhận được tố cáo từ đâu, sau đó đã nghi ngờ Phong Lăng là con gái Hôm nay vốn họ chỉ định đến căn cứ kiểm chứng thôi, nào ngờ tình trạng hôm qua của Phong Lăng không được tốt, sáng nay cũng không còn chút sức lực nào để chống lại họ, nên cứ vậy bị lôi ra ngoài, tất cả đồ đạc cũng bị ném ra theo. Lúc bị chất vấn, chính miệng cô ấy đã thừa nhận. Ông nội tôi đâu? Lệ Nam hành khó mà tưởng tượng nổi cảnh Phong Lăng bị người ta lôi ra ngoài, bị quẳng ra đất bị mọi người vây quanh chỉ trích. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp xương đã trắng bệch ở chỗ đội bắn tỉa, nói là muốn ném hết đồ đạc trong phòng phong lăng từng ở, còn định khóa căn phòng đó lại. Lệ Nam Hành quay người đi thẳng ra ngoài, A Phong cũng lập tức đi theo, Nam Hành, giờ mấy ông cụ đang rất tức giận, tôi biết anh cũng rất bực nhưng trong tình huống này, quan trọng không phải là các cụ nghĩ như thế nào, mà là chuyện phong lăng phải giải quyết ra sao. Dù bây giờ anh có thể đưa cô ấy quay lại căn cứ, nhưng e là cô ấy không còn muốn quay lại nữa. Bước chân của Lệ Nam Hành chợt khựng lại. A ca nói Phong Lăng đã biết tin anh kết hôn. Đêm hôm trước cô đã uống rất nhiều rượu. Phong Lăng bị người nắm quyền của nhà họ Lệ đuổi khỏi căn cứ. Phong Lăng đã mất tích. Phong Lăng, Phong Lăng, Phong Lăng. Cuộc đời của Lệ Nam Hành chưa bao giờ phải phiền muộn về tên của một người như bây giờ. Anh cảm thấy đau đớn như nghẹt thở, trái tim như bị xé nát. Lệ Nam Hành rất hiểu tính cách của Phong Lăng, nếu cô đã biết chuyện anh kết hôn, dù có bất kỳ lý do gì, có lẽ cô cũng sẽ không tha thứ. Tính cách của cô từ trước đến nay đều không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng nắm chắc, một khi cô bị tổn thương, vượt khỏi phạm vi anh có thể nắm giữ thì anh sẽ không thể có cô được nữa. Lệ Nam Hành sầm mặt lại, đi ra khỏi trụ sở của căn cứ, chạy thẳng về phía đội bắn tỉa. Khi đến nơi, huấn luyện viên mới vừa nhìn thấy anh, lập tức kinh ngạc, anh ta đang định tiến lên chào hỏi nhưng Lệ Nam Hành đã tỉnh bơ đi vào trong, bước vào tòa nhà. Anh chạy nhanh lên tầng mà anh và Phong Lăng ở, quả nhiên đã nhìn thấy mấy thành viên đang cầm mấy tấm ván gỗ đứng bên ngoài phòng của Phong Lăng, như thể khóa cửa lại thôi vẫn chưa đủ, còn phải dùng ván gỗ để niêm phong lại. Chuyện này là sao? Hết ngoại truyện 16, mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện 17.